nay thì cửa sổ văn học muốn chia sẻ cùng với thầy cô một phần kinh nghiệm nhỏ thôi. Đó là một số công cụ tương tác online hiệu quả trong việc dạy học môn ngữ văn ạ. Và hy vọng rằng cửa sổ văn học sẽ đón nhận được sự tương tác nhiệt tình của các thầy cô cũng như là những kinh nghiệm đáng quý của các thầy cô ạ. Nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ gồm 3 phần chính ạ. Phần thứ nhất đấy là khái lược mô hình dạy học online ạ. Và phần thứ hai là một số công cụ tương tác online hiệu quả trong việc dạy học ngữ văn ạ. Và phần thứ ba của chúng ta chính là phần chia sẻ từ các thầy cô. Trong đó phần thứ hai sẽ là một cái phần mà chiếm tỷ trọng thời gian nhiều hơn, và hy vọng rằng phần này có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm mà thiết thực nhất, mang tính thực tế nhất để gửi gắm tới các thầy cô ạ. Vâng ạ, ở trong phần đầu tiên về mô hình dạy học online thì không biết là các thầy cô nghĩ thế nào về mô hình dạy học online. Chúng ta sẽ trở về link Padlet của chúng ta. Ở trong phần Padlet thì các thầy cô thấy là cô Phương có để ở cột thứ hai đấy ạ, là dạy học trực tuyến ạ. Thì các thầy cô có thể chia sẻ với cửa sổ văn học xem thầy cô quan niệm thế nào là dạy học trực tuyến được không ạ? Cô Phương sẽ để thời gian là 2 phút để các thầy cô sẽ chia sẻ quan điểm của mình về việc dạy học online ở cột thứ hai ạ. 2 phút bắt đầu rồi ạ. Cô Phương đã nhận thấy những phản hồi từ các thầy cô. Cảm ơn sự tương tác của các thầy cô. À, thời gian đã hết rất nhanh chóng đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem một số ý kiến của các thầy cô ạ. À. Cô Thúy ạ, à, cô Thúy đã có chia sẻ dạy học trực tuyến là phương thức mà học sinh và giáo viên tương tác với nhau thông qua các thiết bị kết nối mạng ạ. À, cảm ơn cô Thúy ạ. Một thầy cô nào đó đã nói dạy học trực tuyến là dạy học qua thiết bị kết nối mạng ạ. Như vậy cùng quan điểm với cô Thúy ạ. À, cô Hường có chia sẻ dạy học trực tuyến là giáo viên tổ chức dạy học thông qua nền tảng công nghệ ạ. Rất là bao quát đúng không ạ? Cô Hồng Nhung có chia sẻ dạy học trực tuyến là dạy học online sử dụng công nghệ thông tin và những nền tảng online để phục vụ hoạt động giảng dạy. À, như vậy thì các thầy cô đều có nói đến một cái hoạt động đấy là sự tương tác giữa thầy và trò qua nền tảng công nghệ, và điều này thì nó khác so với việc dạy học truyền thống của chúng ta đúng không ạ? Cô Phương xin mạn phép đưa ra cái mô hình dạy học online theo cách hiểu của mình cũng như là sự tìm hiểu của cô Phương trên các tài liệu ạ. Thì mô hình dạy học online theo cô Phương đấy là sự kết hợp giữa công cụ quản lý lớp học và sự tương tác trực tuyến. Chúng ta thấy là trong lớp học truyền thống thì chúng ta sẽ có phần tương tác với học sinh mà có hoạt động giảng dạy của thầy, tư vấn định hướng của thầy và có hoạt động lĩnh hội tri thức của trò đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh cái hoạt động đó thì chúng ta thấy là cái mô hình lớp học truyền thống thì còn rất nhiều như rất nhiều công cụ để hỗ trợ liên quan đến việc là theo dõi cái quá trình học tập của học sinh trong cả một quá trình việc rèn luyện của học sinh cả ở nền nếp, ý thức và cả học tập nữa đúng không ạ? Vậy thì mô hình dạy học online cũng hướng tới cái điều đấy và cũng xoay quanh cái bản chất như vậy thôi, thì sẽ bao gồm cả công cụ quản lý lớp học và bao gồm cả phần tương tác trực tuyến. Lúc nãy các thầy cô có nói đến việc là dạy học online đấy là sự tương tác giữa thầy và trò trên nền tảng công nghệ, nhưng đó là cái phần nổi, còn đằng sau nó cái sự gắn kết nó thì còn là cái công cụ quản lý lớp học nữa để giúp cái việc tương tác trực tuyến của các thầy cô được hiệu quả đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên là về công cụ quản lý lớp học ạ. Các thầy cô đã biết đến những công cụ quản lý lớp học nào ạ? Các thầy cô có thể comment vào phần chat ạ. Classroom ạ. Cô Thủy Tiên đã biết đến Classroom. Ngoài Classroom thì chúng ta còn có thể sử dụng công cụ nào nữa? À, cô Quỳnh Anh có sử dụng Classdojo ạ. À, trường VinSchool thì có vận hành trang web riêng đúng không ạ? Cô Ngô Thơm có chia sẻ là cả LMS nữa đúng không ạ? Chính xác rồi, đấy là cái hệ thống web mà có thể chứa đựng các bài giảng e-learning của chúng ta. À, cô Mỹ Linh có chia sẻ Google Classroom này, Classdojo, Azota, đúng rồi, Azota mới gần đây, trong 2 năm gần đây thì phải đúng không ạ?
Rồi như vậy là rất nhiều thầy cô có nói đến Classroom. À, cô Thanh Nga có chia sẻ là Meet Team. À, cô Thúy có nói đến Google Meet. Nhưng Google Meet thì nó là một công cụ quản lý. Xin lỗi, nó là một cái công cụ tương tác thôi ạ. Còn Google Classroom thì mới là công cụ quản lý lớp học. Thế thì cô Phương có chia sẻ một số công cụ quản lý nổi bật trong thời gian gần đây mà rất là thân thiện với các thầy cô. Đó là Classroom ạ, và Classrojo và Sub Classroom ạ. À, cô Mỹ Linh có chia sẻ thêm Sub Classroom, đúng rồi ạ. Cô Phương sẽ chỉ xin phép là chia sẻ ba công cụ quản lý lớp học này thôi, bởi vì nó có những miễn phí phù hợp với giáo viên, thân thiện với người dùng và tương tác rất là thuận tiện ạ. Thế thì ở trong phần Google Classroom ạ. Thế thì Google Classroom nó là một cái công cụ quản lý lớp học mà giúp các thầy cô có thể tạo câu chuyện lớp học, có thể tạo bảng tin. Phần này thì các thầy cô có thể gửi thông báo nhận xét về lớp học trong một cái ngày, trong ngày đó, hoặc là trong cả một tuần, hoặc là trong tháng, tùy theo cái định hướng của giáo viên. Rồi các thầy cô có thể dùng Classroom để chấm chữa bài tập và thống kê số điểm theo thành hệ thống sổ điểm các bộ môn luôn ạ. Và các thầy cô có thể dùng Classroom để giao bài tập theo các chủ đề khác nhau, với các tương ứng với các bộ môn khác nhau. Và Classroom thì rất tiện lợi ở việc là có giao, có nhắc hạn ạ, và có thống kê những trường hoặc là không làm, và điều này thì đã làm hỗ trợ các thầy cô rất nhiều. Và cô Phương xin chia sẻ về Classroom. Trong buổi ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ nói tới phần trọng tâm, đấy là các công cụ tương tác trực trực tuyến mà thôi. Thì cô Phương sẽ lướt qua cái phần công cụ quản lý lớp học ạ. Ở đây thì khi mà mọi người vào phần Classroom, đúng không ạ, thì thông thường ví dụ như là ở trường Greenfield thì phần Classroom đã được bộ phận IT triển khai đồng bộ hệ thống cho các thầy cô, thì thầy cô rất là tiện dùng. Nhưng mà nếu như các thầy cô sử dụng email cá nhân thì vẫn vào được Classroom bình thường ạ. Và nếu như mà dùng Classroom thì các thầy cô sẽ nhìn thấy đấy ạ, có bảng tin ạ. Các thầy cô sẽ nhìn thấy có một bảng tin, thì đấy chính là phần bảng tin lớp học để các thầy cô có thể thông báo cho học sinh. Có phần bài tập trên lớp ạ. Thì cái phần bài tập trên lớp này chính là phần mà các thầy cô sẽ giao bài tập cho học sinh. Và với Google Classroom thì tất cả các thầy cô, giáo viên bộ môn cùng giáo viên chủ nhiệm sẽ join vào được, và các thầy cô sẽ giao bài tập theo môn của mình. Và phần mọi người này chính là thành viên tham gia đấy, bao gồm cả học sinh và bao gồm cả giáo viên, và có cả phần sổ điểm luôn. Như vậy thì Classroom rất là tiện cho các thầy cô trong cái việc là quản lý lớp học của mình, lớp học online ạ. Và khi mà các thầy cô vào cái phần bài tập ở trên lớp thì đây ạ, với các chủ đề mà thầy cô tạo, ví dụ như là toán này, văn này, hóa này, sinh, tức là theo các môn học, đúng không ạ, thì các thầy cô sẽ dễ dàng thống kê được cái phần bài tập của học sinh làm, và học sinh cũng có thể dễ dàng tìm lại được tài liệu khi mà cần ôn ạ. Thì đây chính là cái công cụ quản lý lớp học Classroom mà mọi người cũng đã biết rồi. Thì đây là ví dụ như giáo viên ở trong lớp đó này, rồi sinh viên ở lớp đó ạ. Thế thì mọi người sẽ thấy là ở cái sổ điểm này, nếu như các thầy cô mà chấm chữa cho học sinh rồi thì nó sẽ xuất hiện ra, nó sẽ xuất hiện sổ điểm luôn. Nó có đây, những bạn nào thiếu bài nó sẽ hiện ra đây, những bạn nào được đây 7,7.2 nó sẽ có ở đây ạ. Dựa cái phần sổ điểm này, nó dựa trên phần thống kê điểm của tất cả các môn học các thầy cô chấm ở các bài. Như vậy thì rất là thuận tiện, đúng không ạ, và thầy cô không phải mất công ghi chép lại nữa. Thì đấy là phần Classroom ạ. Bên cạnh Google Classroom thì còn có công cụ quản lý lớp học khác, đó là Classdojo. Mọi người đã có biết đến cái công cụ Classdojo này rồi, và chúng ta thấy là Classdojo thì rất là tiện lợi bởi vì là nó miễn phí và có rất nhiều cái hình ảnh trực quan, rồi sinh động và được học sinh rất là yêu thích. Thế thì trong phần Classdojo thì các thầy cô có thể theo dõi điểm rèn luyện của học sinh và nhóm học sinh. Tức là các thầy cô có thể chia nhóm học sinh, chia theo tổ luôn. Ví dụ như một lớp các thầy cô chia thành 4 tổ thì các thầy cô hoàn toàn có thể tạo thành 4 nhóm học sinh để theo dõi điểm thi đua của từng nhóm đó, và có phần theo dõi điểm rèn luyện của từng cá nhân học sinh nữa. Các thầy cô có thể cộng tác với giáo viên bộ môn trong phần quản lý lớp học
các thầy cô có thể kết nối với phụ huynh học sinh luôn ạ. Như vậy thì với Classroso thì các thầy cô có thể có một cái ưu thế hơn so với Classroom, đấy là các thầy cô có thể tương tác với phụ huynh. Nó chính là một cái app mà phụ huynh sẽ cài cái phần mềm Classroso này vào và nhập cái mã lớp học mà thầy cô gửi, thì phụ huynh học sinh sẽ nhận được thông tin từ con, thông tin từ giáo viên, cộng điểm cho con, trừ điểm con, rồi nhắc nhở con giao bài tập về nhà là gì, và thậm chí là có thể xem được những cái phần mà tài liệu hướng dẫn của giáo viên. Các thầy cô có thể giao và quản lý tiến độ bài tập về nhà của học sinh ở trên Classroom, và các thầy cô có thể tạo câu chuyện lớp học, chính là một cái bảng tin đấy ạ, và có thể tạo các sự kiện của lớp. Và Classroom trong hơn 2 năm trở lại đây thì có đính kèm cái phần record luôn, có nghĩa là các thầy cô có thể zoom trực tuyến với học sinh ở trên Classroom luôn được. Các thầy cô có thể điểm danh, tạo nhóm. My ơi, đây là một cái phần công cụ rất là hữu hiệu cho các thầy cô. Đôi khi thì các thầy cô lên lớp, các thầy cô không muốn tạo áp lực cho học sinh là kiểm tra bài cũ hoặc là sẽ gọi ai, thì các thầy cô có thể sử dụng công cụ Classroom để gọi tên ngẫu nhiên. Và như thế đấy là Classroom gọi, đấy là tiếng gọi của Chúa chứ không phải là thầy cô gọi, đúng không ạ? À, các thầy cô hoàn toàn có thể điểm danh học sinh đấy ạ. Rồi các thầy cô có thể tạo nhóm ngẫu nhiên. Ví dụ khi mà các thầy cô muốn giao một cái dự án nào đó cho học sinh mà các thầy cô có thể thay đổi các nhóm, thì Classroom sẽ là phần mà giúp các thầy cô chia nhóm một cách ngẫu nhiên và công bằng nhất, tiện lợi nhất. Thế thì đây là giao diện của Classroom, các thầy cô có thể xem đây ạ. Đây là lớp Classroom của cô từ năm ngoái, và ở trường Greenfield thì có một app riêng dành cho học sinh, phụ huynh và giáo viên tương tác trên đó. Vì thế cũng giống như ở VinSchool ấy, vì thế phần Classroom thì cô Phương sử dụng tạm trong một cái thời gian dạy online, sau đó thì chuyển sang phần app của trường. Thế thì đây các thầy cô sẽ nhìn thấy cái giao diện là có những thành viên ở trong lớp này ạ, thì sẽ có là câu chuyện lớp học ạ. Các thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây có bộ sưu tập này, có lớp học thì sẽ có các thành viên giao diện như thế này, rồi sẽ có câu chuyện của lớp chính là bảng tin đấy ạ, rồi sẽ có phần tin nhắn đấy, các thầy có thể nhắn tin cho học sinh, thậm chí là nhắn tin cho phụ huynh, đúng không ạ? Rồi chỉ cần thầy cô cho học sinh cái mã của học sinh ạ, thì học sinh sẽ vào và theo dõi được điểm tích lũy của các con. Thế thì ở trong phần này thì khi mà vào câu chuyện của lớp thì các thầy cô sẽ thấy có đây ạ, nó sẽ có cái phần là thầy cô sẽ đăng ảnh gì trong ngày hôm nay, giống hệt như là giao diện của Facebook đấy, đúng không ạ? Thì sẽ có ảnh video chia sẻ là gì, rồi các thầy cô có thể tạo sự kiện này, rồi đính kèm file tài liệu gửi cho học sinh trên lớp học theo hệ thống luôn, và có cái phần record này đấy, và thầy cô đăng bài. Như vậy thì cái phần mà dặn dò hàng ngày của các thầy cô cũng như là phần thông báo mà thầy cô muốn gửi tới phụ huynh thì các thầy cô chỉ cần vào cái phần câu chuyện lớp học này và chia sẻ, như vậy cả học sinh và cả phụ huynh đều nhận được. Thế thì cái việc mà nhắc nhở và gọi điện liên hệ của chúng ta sẽ nhàn hơn rất là nhiều và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi trong phần tin nhắn thì các thầy cô có thể liên hệ, các thầy cô có thể liên hệ với phụ huynh ạ. Các thầy cô có những cái phần mà thông báo chung thì các thầy cô có thể là chọn vào cái phần đấy là đây, nhắn tin tới tất cả phụ huynh. Còn nếu như hôm nay là có một cái trường hợp này bạn đấy thay đổi tích cực một cách đột xuất là phải khen ngợi ngay, thì thầy cô sẽ nhắn vào cho phụ huynh đấy thôi là hôm nay con gái đã rất là sáng tạo, có những cái ý tưởng rất hay trong bài học và cô khen. Rồi hoặc là có bạn đấy là bạn ấy hôm nay bạn ấy mang nhầm vở thì bố mẹ nhắc con thêm, đúng không? Đấy là cái phần mà các thầy cô có thể nhắn gửi thông tin cho phụ huynh từng ngày luôn ạ. Như vậy thì sẽ rất là tiện lợi, và đấy là một cái công cụ quản lý lớp học của thầy cô bên cạnh phần tương tác trực tuyến, đúng không ạ? Và đó thì các thầy cô sẽ còn thấy là có một cái phần mềm nữa để giúp các thầy cô quản lý lớp học của mình tốt hơn, đó là Sub Classroom ạ. Thế thì phần Sub Classroom này nhận được phản hồi rất là tích cực từ nhiều thầy cô, bởi vì nó tích cực rất là nhiều thứ, đặc biệt là nó cho tạo đề, tạo cái nguồn đề đấy ạ, và tạo cái các bài kiểm tra tương đối là chặt chẽ. Thì trong phần Sub Classroom này, các thầy cô có thể tạo bảng tin, giao bài tập, chấm chữa bài và theo dõi bảng điểm. Thì phần này giống hệt ở trên Classroom ạ.
Và các thầy cô có thể tạo đề kiểm tra và kiểm tra trực tuyến, thì cái điều này nó là một cái ưu thế hơn so với Classdojo và so với Google Classroom. Thì đấy là một cái mà được một cái tính năng mà được các thầy cô rất là yêu thích. Tất nhiên thì Sắc Classroom muốn sử dụng nhiều cái tính năng hay thì các thầy cô sẽ phải mất mua bản cao cấp, đúng không ạ? Đấy là ba công cụ mà quản lý trực tuyến, quản lý lớp học trực tuyến sẽ giúp cho các thầy cô có phần tương tác với học sinh hiệu quả hơn. Thế thì giáo dục trực tuyến nó là sự kết hợp của việc quản lý học sinh trực tuyến ạ, bằng các công cụ online đấy ạ. Bên cạnh đó còn có phần tương tác trực tuyến. Thì các thầy cô lúc nãy có nói đến Miss Team đúng không ạ? Microsoft Team. Thì cái phần này được rất là nhiều trường sử dụng khi mà họ sử dụng cái hệ sinh thái Office 365. Và nếu như đồng bộ được thì nó vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là đôi khi nếu như mà học sinh không có Outlook thì sẽ hơi khó khăn hơn. Và không phải là trường nào cũng sử dụng đồng bộ cái hệ sinh thái 365. Vì thế mà nhiều trường sẽ chọn đấy là Google Meet. Google Meet thì tiện lợi và đơn giản hơn, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì còn có Zoom. Thì đấy là một số cái công cụ tương tác trực tuyến phổ biến, khá là phổ biến và quen thuộc với các thầy cô. Với Zoom ấy, thì nó có hai cái bản đấy, bản Pro, tức là bản không bị giới hạn thời gian, và có cái bản là bị giới hạn thời gian là dưới 40 phút. Nhưng mà Google Meet thì khá là tiện lợi và học sinh chỉ cần có email thôi thì các thầy cô đã có thể tương tác với các con rất là tốt rồi. Và Google Meet thì nó tích hợp với Google Classroom, nó tạo thành một cái bộ sóng đôi luôn và rất là hữu ích. Thế thì ngoài những cái phần này, các thầy cô có thể tham khảo thêm một vài công cụ tương tác trực tuyến nữa bằng qua các trang web ạ. Ví dụ như là phòng học.online. Cô Phương cũng đã từng sử dụng cái phần phòng học.online này khi mà Zoom bị giới hạn bản quyền và chưa biết làm cách nào, giới hạn 40 phút ạ, và chưa biết làm thế nào để có thể gỡ bỏ cái giới hạn đó. Như cái phòng học online này thì nó cũng có nhiều điểm hạn chế hơn so với các công cụ ví dụ như là Meet hay là Zoom. Như Zoom thì có rất là nhiều tính năng nhưng sẽ khó sử dụng hơn là phần Google Meet. Đấy ạ. Thì đấy là một số công cụ tương tác trực tuyến khá là phổ biến với các thầy cô. Và nếu mà thầy cô nào tiện cái nào thì mình dùng cái đấy thì nó sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong cái quá trình giáo dục trực tuyến thì chúng ta sẽ kết hợp công cụ quản lý lớp học và kết hợp công cụ tương tác trực tuyến, đúng không ạ? Vậy thì sẽ có những cặp đôi hoàn hảo. Classdojo các thầy cô có thể kết hợp mà thuận tiện hơn với Zoom hoặc là Meet. Đấy, Sub Classroom thì sẽ tích hợp sẵn với Zoom rồi ạ. Nếu như các thầy cô mua cái bản gọi là bản cao cấp của Sub Classroom thì nó sẽ được tích hợp Zoom bản quyền luôn. Google Classroom thì sẽ tích hợp với Meet ạ. Và trong cái phần trang 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 chính lớp học ấy ạ, sẽ có phần đính link Meet luôn mà học sinh sẽ không cần phải nhớ cái link Meet đấy nữa. Thế thì đấy là một số cái kết hợp mà các thầy cô có thể tham khảo thêm. Và như Sub Classroom thì sẽ vừa có nó có tích hợp luôn, thì các thầy cô có thể sử dụng Sub Classroom giống như là một cái nền tảng tương đối là trọn vẹn rồi, và Google Classroom thì sẽ tích hợp với Meet. Ngoài ra thì nếu như với Miss Team đấy, đúng không ạ, thì các thầy cô mà có tài khoản và học sinh đồng bộ được Outlook thì các thầy cô cũng sẽ sử dụng Miss Team vừa là công cụ quản lý lớp học vừa là công cụ tương tác trực tuyến hiệu quả. Thì đấy là một số kết hợp mà các thầy cô có thể tham khảo. Và hôm nay thì cửa sổ văn học muốn chia sẻ với các thầy cô một số công cụ tương tác trực tuyến hiệu quả mà chúng ta có thể sử dụng kết hợp trong việc dạy học ngữ văn. Thế thì đến phần này chúng ta sẽ đi sâu hơn là bên ngoài cái nền tảng gọi trực tuyến đấy ạ. Ví dụ như là Skype, mọi người vẫn biết đến đúng không ạ? Skype này, Meet này, Zoom thì nó chính là một cái nền tảng gọi trực tuyến thôi. Nhưng dần dần thì khi mà cái nhu cầu học tuyến càng ngày càng mạnh thì nó sẽ có thêm những cái tính năng khác. Thế thì ngoài những cái nền tảng tương tác trực tuyến đấy, chúng ta có thể sử dụng thêm một số công cụ để gia tăng sự tương tác của học sinh với các thầy cô ạ. Ở phần này, các thầy cô có thể chia sẻ với cửa sổ văn học xem là các thầy cô đã biết đến và sử dụng những công cụ tương tác online nào nhé. Và để làm phần này thì cô Phương xin mời các thầy cô tương tác qua phần link sau ạ. Cô Phương gửi cái phần link ở trong phần chat ạ. Mời các thầy cô vào link chat đó.
để tham gia một trò chơi nho nhỏ. Và đây cũng chính là một trải nghiệm, một công cụ mà các thầy cô có thể tham khảo để đưa vào giờ dạy của mình ạ. Thầy cô nào vào được rồi thì vui lòng bấm số 7 vì hôm nay là thứ 7. Cảm ơn cô Quý Anh A, à, cảm ơn cô Thơm ạ. Cảm ơn cô Quyều Anh, cảm ơn cô Mỹ Linh. Rồi, cô Quỳnh Anh, cô Mai đã vào được rồi, cô Hường đã vào được rồi, cô Hiền đã vào được ạ. Trong phần này thì các thầy cô sẽ thấy là một trò chơi rất là ngọt ngào, Educandy đúng không ạ, một trò chơi giáo dục mà ngọt ngào như những viên kẹo. Thế thì ở phần này các thầy cô sẽ tìm, các thầy cô sẽ tìm tên những cái công cụ trực tuyến mà cô Phương đã tạo ở đây ạ. Ví dụ như là Blockcast này, Kahoot này, Live Worksheet này, Workwool này, Padlet này, Clapboard này, Dreamkit này, Nearpod này, Quizzy này, Form này. Có 10 công cụ cô Phương để ở đó. Mời các thầy cô sẽ tìm ạ. Các thầy cô sẽ tìm xem, và thầy cô nào tìm được cả 10 công cụ đó rồi thì các thầy cô comment số 10 và chia sẻ màn hình cho mọi người ạ. Thầy cô nào mà tìm được rồi thì các thầy cô sẽ comment số 10, và cô Phương sẽ để thời gian cho mọi người là 5 phút thôi nhé. Phút bắt đầu ạ. Một trò chơi mà các thầy cô giáo dạy tiếng Anh rất hay sử dụng cho học sinh đúng không ạ, để có thể tìm được từ vựng, tìm được từ mới mà học sinh học ôn tập từ mới. À, cô Hồng Nhung đã tìm được 3 có 10 công cụ đấy ạ. Ở trên phần Educandy này thì họ chỉ cho có 10 từ thôi, vì thế cô Phương muốn đưa thêm cũng không được. Nhưng để khắc phục điều đó thì ở cửa sổ văn học đã tổng hợp một cái bản cẩm nang các công cụ tương tác online hiệu quả với việc dạy học môn ngữ văn, và nó dài đến 137 trang. Và sau buổi học thì cửa sổ văn học xin được gửi tặng tới các thầy cô ạ. Trở lại màn hình trò chơi đúng không ạ? Màn hình trò chơi mỗi người sẽ là khác nhau ạ. Màn hình trò chơi mỗi người sẽ khác nhau, và ở trên màn hình của giáo viên nó sẽ không có tác dụng gì. Vì thế các thầy cô khi mà cho học sinh làm phần trò chơi này thì mỗi học sinh sẽ nhận được khác nhau, sẽ nhận được trò chơi khác nhau. Phần Educandy này thì các thầy cô có thể cho học sinh làm ở phần khởi động đầu giờ được đúng không ạ, hoặc là phần ôn tập cuối giờ, hoặc là một vài cái hoạt động chuyển ý của các thầy cô ạ. À, cô Thiện đã tìm được 6 rồi ạ, cô Thiện rất là nhanh. À, cô Thiện còn 4 từ nữa và thời gian chỉ có 2 phút nữa thôi. Wow, cô Thơm đã tìm được 10 rồi. Cô Phương xin phép mời cô Thơm chia sẻ màn hình được không ạ? Cô Phương sẽ tắt phần chia sẻ màn hình của mình đi. Mời cô Thơm chia sẻ màn hình của mình để mọi người. À, cô Thúy ạ. Vâng ạ, mời cô Thúy ạ. Cô Thúy chia sẻ màn hình của mình để mọi người có thể nhìn thấy cái giao diện mà học sinh khi mà cái phần công cụ đó mọi người sẽ hình dung được ạ. À, như vậy thì mọi người thấy là giao diện của cô Thúy có khác với mọi người đúng không ạ? Và cô Thúy đã tìm được form này, blockhead này, blackboard này, live worksheet này, workwool này, quiz gì đấy, dreamkit này, nearpod, gì nhỉ? Kia là padlet ạ, padlet và kahoot ạ. Vâng, như vậy là cảm ơn cô Thúy. Tên quay trở lại. Thế thì ngoài ở cái phần cái công cụ trực tuyến này, công cụ tương tác trực tuyến này, chúng ta thấy là các thầy cô cũng đã sử dụng rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ đổi món cho học sinh đỡ cảm thấy nhàm chán đúng không ạ? Ví dụ như là tuần này mình sử dụng cái bộ công cụ này, tuần sau mình sẽ sử dụng các công cụ khác. Ví dụ bài này, hoạt động này mình sử dụng công cụ này, bài sau mình sử dụng các công cụ khác. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm thì cô Phương thấy là với học sinh cấp 2 đấy ạ, cấp 3 thì sẽ nhanh nhẹn hơn. Cấp 2 thì chỉ giới hạn, ví dụ như là một buổi mình chỉ để một cái tiết của mình hay là hai tiết của mình đấy ạ, mình chỉ để khoảng tối đa là 3 công cụ thôi. Nếu không thì học sinh sẽ phải chuyển link, sẽ khá là vất vả, bởi vì có nhiều học sinh thì mạng rớt này, rồi có phải đăng nhập Google tài khoản của bố mẹ chẳng hạn đấy ạ, hay là lần đầu tiên mà sẽ
khó khăn hơn. Hôm nay thì cửa sổ văn học vì là thời gian có hạn nên cửa sổ văn học chỉ giới thiệu với các thầy cô chi tiết về 3 phần công cụ tương tác. Công cụ thứ nhất đấy là Clapboard. Và phần này thì cô Quế Anh, thành viên của sở văn học sẽ chia sẻ với các thầy cô. Và phần thứ hai là quiz, nhưng sẽ là phần quiz lesson. Phần này cô Hồng Nhung từ cửa sổ văn học sẽ chia sẻ cùng với các thầy cô. Và phần thứ ba là phần Nearpod, được coi là một ứng dụng khá là toàn diện và nó có thể thay thế cái phần slide bài giảng của các thầy cô. Phần này sẽ là phần chia sẻ từ cô Quỳnh Anh đến từ VinSchool. Xin phép là mời cô Quế Anh ạ. Cô Quế Anh sẽ chia sẻ trước phần Clapboard, sau đó đến cô Hồng Nhung ạ. Em sẽ thay mặt cho cửa sổ văn học xin chia sẻ về phần Clapboard ạ. Thì trước khi vào phần chia sẻ của em thì đây, em có chia sẻ là những cái phần mà em tìm hiểu là do em tìm hiểu trên mạng, trên các nền tảng xã hội. Chính vì vậy mà cũng có những phần nó chưa được biết nhiều lắm, thì thầy cô cũng có thể chia sẻ thêm ạ. Và vì cái phần Clapboard em chỉ dùng bản miễn phí, thế nên là khi em tạo ra câu hỏi và trò chơi thì chỉ được 20 năm thầy cô chơi được thôi ạ. Chính vì vậy mà những thầy cô nào mà không vào được Clapboard thì các thầy cô có thể ghi đáp án của mình trên phần cửa sổ chat giúp em ạ. Em có gửi cái link clapboard.app ạ, thì các thầy cô có thể link vào cái đường link này giúp em ạ. Thầy cô nào vào được thì có thể nhấn cho em phím 1 vào phần chat ạ. Nếu các thầy cô đã vào được thì có thể nhấn cho em phím 1 vào phần chat ạ. Em đã nhìn thấy cô Hồng Nhung rồi ạ. Cô Bích Xuân ạ. À, cô Kiều Anh, cô Ngọc Quyên ạ. Vâng ạ, mã lớp là 63614 ạ. 63614 ạ. Dạ, em bắt đầu phần trò chơi của em ạ. Thì thưa thầy cô, là phần trò chơi của em thì em sẽ đưa ra những câu hỏi liên quan đến cuộc sống của mình thôi ạ. Khá là thú vị và vui nhộn. Nó sẽ phù hợp với một buổi sáng mát mẻ như thế này. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu phần màn hình của mình ạ. Các thầy cô sẽ có 2 phút trả lời câu hỏi này ạ. It's user interface. Once you have ClassPoint installed, it will appear on your PowerPoint. Em đã nhận được rất là nhiều đáp án từ các thầy cô ạ. Các thầy cô còn 1 phút 10 giây để chúng mình trả lời ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian đã hết ạ. Em đã nhận được rất nhiều kết quả của các thầy cô. Bây giờ em sẽ chia sẻ kết quả của các thầy cô trên màn hình ạ. Đây chính là các câu trả lời của các thầy cô ạ. Các thầy cô đã liệt kê được cho em rất nhiều tên các loại vaccine xuất hiện trên thị trường hiện nay ạ. Đó chính là Moderna, Nanocovax ạ. Đúng ạ. AstraZeneca. Thì ở đây em cũng đã có một số đáp án. Em cảm ơn phần tương tác của các thầy cô ạ. Đây chính là một số loại vaccine ạ. Các thầy cô, đặc biệt là các cô giáo ạ, có thể nhìn cái hình ảnh này thì chúng ta có thêm động lực để chúng ta đi tiêm vaccine đúng không ạ? Và em thì em thích nhất là vaccine Moderna. Đây chính là nhân vật chính trong bộ phim Hạ cánh nơi anh ạ. Nhân vật anh Win Bin ạ. Thì đấy chính là câu hỏi đầu tiên là dạng đám mây. Và phần cụ thể để tạo câu hỏi, các dạng câu hỏi này như thế nào thì em sẽ trình bày ở phần sau. Bây giờ mình sẽ đi lướt một loạt các câu hỏi ạ. Tiếp theo, thầy cô sẽ đến với câu hỏi thứ hai ạ. Tất cả các câu hỏi này thì các thầy cô đều tương tác cho em trên clapboard.app một của các thầy cô trả lời ạ. Câu hỏi số 2 ạ. À, tên câu hỏi đã xuất hiện. Thầy cô hãy kể tên nhân vật được xuất hiện trong 2 bức hình này. Và em có gợi ý đây chính là một chàng trai rất nổi tiếng trên mạng TikTok. Anh là một TikToker chuyên đi làm từ thiện. Và đặc biệt anh làm từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì các thầy cô sẽ có thời gian 2 phút để các thầy cô ghi cho em tên của anh ạ. Em xin lỗi, 1 phút ạ, 1 phút bắt đầu ạ. À, em đã nhận được một đáp án từ cô Ngọc ạ, cô Bích Xuân không biết. À, em nhận được đáp án của cô Thủy Tiên ạ. Nếu mà những cô nào biết thì chắc cô ấy cũng đam mê TikTok như em đấy ạ. À, mình nhận được đáp án của cô Mỹ Linh rồi ạ. À, bên cạnh một số thầy cô biết thì khá nhiều thầy cô cũng chưa biết thông tin về nhân vật này đúng không ạ? Các thầy cô còn 20 giây ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, em sẽ chia sẻ đáp án của các thầy cô ạ. À, ở đây em thấy cô Ngọc, Lâm Ống Hút, Hoàng Bích Xuân không biết ạ, Lưu Thủy Tiên, Lâm Ống Hút, cô Mỹ Linh, Trương Quốc Anh, thầy Tùng mình không rõ, cô Hồng Nhung chỉ thấy anh có tấm lòng đẹp chứ chưa biết tên anh là gì ạ.
À, cô Hồng Yến, Lâm Ống Hút, Quỳnh, à, cô Quỳnh Anh thì cũng chưa biết. Ở đây thì em sẽ chiếu đáp án của em ạ, rồi sau đó sẽ xem thầy cô nào là người trả lời chính xác ạ. Nhân vật mà em đề cập đến ở trong bức hình này, chính xác anh không phải là Lâm Ống Hút mà anh là Lâm Ống Húc. Đây chính là cái tên trên mạng xã hội nền tảng TikTok của anh, và tên thật của anh là Phạm Tùng Lâm. Anh là một chàng trai 30 tuổi, làm nghệ sĩ điêu khắc gỗ ạ. Và anh hình ảnh của anh thì gắn liền với đôi tông Lào và đi con xe cúp, trên xe thì có các hình ảnh như một anh shipper cung cấp gì ạ, bánh sữa cho các người dân vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh, và hình ảnh của anh bây giờ rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Thì em sẽ quay lại xem thầy cô nào trả lời đúng ạ. Như thầy An đây là đúng rồi đấy ạ. Phạm Tùng Lâm, cô Hiền cũng đúng ạ. Cô Thủy Tiên đúng ạ. Em Ống Hút là sai, cô Ngọc nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi của em như sau ạ. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, hình ảnh nào khiến thầy cô ấn tượng nhất? Và thầy cô có thể vẽ lại hình ảnh đó tiếp tục trên Clipboard cho em. Và thời gian để các thầy cô vẽ là 3 phút. Nếu mà thầy cô nào mà không tham gia được Clipboard thì các thầy cô có thể vẽ ra giấy, và sau đó các thầy cô, em sẽ mời các thầy cô chia sẻ ạ. 3 phút bắt đầu ạ. Đúng rồi ạ. Như cô Phương chia sẻ thì phần này kết hợp với bảng điện tử thì rất là tuyệt vời. À, em đã nhận được câu trả lời từ cô Mỹ Linh rồi ạ. Cô đã vẽ rất là nhanh, bức hình rất là đáng yêu ạ. Em nhận thêm được đáp án từ cô Thùy ạ. Thầy cô sẽ còn 1 phút 50 giây ạ. À, em nhận được đáp án từ cô Cao Phương ạ, từ cô Hồng Yến ạ. Các thầy cô có thể vẽ dạng que cũng được, không cần phải quá đẹp đâu ạ. Các thầy cô sẽ còn 1 phút ạ. Em nhận được 7 hình ảnh từ các thầy cô rồi ạ. Thời gian còn 20 giây ạ. À, thời gian đã hết ạ. Chắc là do thầy vẽ, thế nên là các thầy cô chưa vẽ kịp đúng không ạ? Em đã nhận được 7 đáp án và sau đây em sẽ chia sẻ hình ảnh 7 đáp án ạ. Và hình ảnh đầu tiên của cô Mỹ Linh ạ. Hình ảnh tiếp theo thì chưa có. Của cô Thùy chắc là cô chưa chưa vẽ kịp ạ. Hình ảnh này của cô Cao Phương ạ, là hình ảnh mặt trời. Hình ảnh của cô Hồng Yến tiếp ạ, đây là hình ảnh của cô Oanh Oanh ạ. Hình ảnh của cô Thúy, à, hình ảnh của cô Phạm Mai ạ. Thì đây chính là những hình ảnh mà các thầy cô đã vẽ khi lên hình ảnh mà các thầy cô ấn tượng nhất trong đại dịch Covid. À, em có thể mời cô Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh có thể chia sẻ hình ảnh của mình, tại sao cô Mỹ Linh lại có ý tưởng vẽ hình ảnh này không ạ? Mời cô Vâng, Mỹ xin Linh ạ. chào tất cả các thầy cô ạ, và xin chào cô Quý Anh. Hình ảnh này là hình ảnh ấn tượng nhất với tôi, vì đây là hình ảnh về các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch, cũng như là về y tế của Việt Nam đang rất là cố gắng để dịch bệnh mau chóng qua đi ạ. Nên đây là hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất ạ. À, mình cảm ơn cô Mỹ Linh. Mình cũng là rất ấn tượng với hình ảnh các y bác sĩ, và đặc biệt là các hình ảnh các chiến sĩ, đúng không? Là những người ở mặt trận tuyến đầu chống dịch. Vì vậy chúng ta càng cần phải ở nhà thôi ạ. Ở nhà là trên hết, để nghe theo lời của Đảng và Nhà nước, đúng không ạ? Tiếp theo em sẽ đến với một dạng câu hỏi trong Clipboard ạ. Và em sẽ có hai câu hỏi liên quan đến bóng đá. Tại vì như các thầy cô cũng đã biết ạ, à, đến ngày 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9 thì đội tuyển quốc gia Việt Nam mình sẽ lần đầu tiên lọt vào vòng 3 của vòng loại bóng đá World Cup. Chính vì vậy mà hôm nay em sẽ chia sẻ cho các thầy cô một chút về các thông tin liên quan đến bóng đá. Thì ở đây câu hỏi của em như sau ạ. Trong giải bóng đá U23 châu Á năm 2018, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hạng bao nhiêu chung cuộc ạ? Và thầy cô sẽ trả lời cho em trong vòng 30 phút ạ. Thầy cô sẽ chỉ lựa chọn đáp án đúng đấy ạ. 30 phút. À, em xin lỗi ạ, 30 giây bắt đầu ạ. Thầy cô có 30 giây để trả lời ạ. À, em đã nhận được rất nhanh 6 đáp án ạ. À, các thầy cô sẽ còn 5 giây ạ. 4, 3, 2, 1 ạ. Hết giờ ạ. Sau đây em sẽ show kết quả các thầy cô đã lựa chọn ạ. Ở đây thì em thấy có 10 đáp án, thì trong đó có 8 thầy cô chọn đáp án B là xếp hạng thứ hai giải nhì ạ. Và một hai thầy cô xếp hạng A. À, rất là mong muốn Việt Nam giành chức vô địch đúng không ạ? Nhưng mà trong trận đấu chung kết tại Thường Châu diễn ra vào năm 2018, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có gặp Uzbekistan, thì chúng ta đã gì ạ?
vì thời tiết và vì một số yếu tố nên chúng ta chỉ dừng lại ở vị trí số 2 thôi ạ. Như vậy đã có 8 thầy cô trả lời đúng ạ. Em cảm ơn đáp án của các thầy cô ạ. Dặn câu hỏi cuối cùng mà em sẽ chia sẻ cho các thầy cô đó chính là: thầy cô hãy tải cho em một hình ảnh một cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam mà thầy cô yêu mến nhất ạ. Các thầy cô sẽ có 2 phút để các thầy cô tải và up hình lên giúp em ạ. 2 phút bắt đầu ạ. Một cầu thủ mà các thầy cô ấn tượng nhất ạ. Các thầy cô còn 1 phút 10 giây ạ. Các thầy cô chỉ cần tải hình lên giúp em thôi ạ. À, em đã thấy rất nhanh cô Mỹ Linh ạ. Cô Mỹ Linh tương tác rất nhanh ạ. Cô Chi ạ, em nhận được em nhận được 5 đáp án rồi ạ. Các thầy cô sẽ còn 28 giây ạ. Các thầy cô còn 5 giây ạ. 4 3 2 1 hết giờ. Ở đây thì em đã nhận được 6 đáp án ạ. Em sẽ chiếu 6 đáp án lên ạ. À, cô Mỹ Linh, thứ nhất đó chính là hình ảnh cầu thủ Đoàn Văn Hậu đúng không ạ? Thứ hai là cô Chi ạ, Xuân Trường ạ. Cô Thủy Tiên cũng có niềm yêu thích chung giống cô Chi, đó chính là cầu thủ Xuân Trường. À, cô Thúy, cô Thúy chắc là fan của Messi đúng không ạ? Câu hỏi của em là cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Việt Nam ạ. Cô Cao Phương là thủ môn Bùi Tiến Dũng ạ. À, cô Nguyễn Hiền là cầu thủ Tuấn Anh đúng không ạ? Thì ở đây em đã nhận được đáp án của các thầy cô ạ. Thì đấy chính là 5 câu hỏi mà sẽ là các thầy cô có thể xây dựng trên Classpoint. Thì bây giờ các thầy cô sẽ đi vào phần tương tác trực tiếp cùng với em ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các câu hỏi. Thì ở đây chính là phần giao diện của Classpoint ạ. Classpoint chính là một công cụ được tích hợp vào Microsoft PowerPoint, nghĩa là nó sẽ trực tiếp đi vào PowerPoint luôn và nó sẽ tạo ra các câu hỏi trực tiếp và có tính tương tác ngay trên slide bài giảng ạ. Và việc sử dụng Classpoint sẽ giúp giáo viên xây dựng được sự tương tác trực tiếp với học sinh nhằm cải thiện được chất lượng giảng dạy và học. Nếu như các thầy cô mua bản Classpoint Pro ấy, thì các không giới hạn học sinh, thì các thầy cô có thể tương tác được tất cả các học sinh trong lớp, nhưng mà em chưa mua được. Chính vì vậy mà hôm nay em chỉ tương tác được với 25 thầy cô thôi ạ. Và đây chính là một công cụ khá là mới, nó có thể giúp giáo viên tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ạ. Thì bây giờ em sẽ thoát ra và em sẽ vào phần mềm các thầy cô. Nếu mà ai đã tải Classpoint rồi thì thôi, ai chưa tải Classpoint có thể theo dõi các thao tác của em, các thầy cô có thể tải cái phần mềm này về ạ. Đây ạ, các thầy cô có thể vào phần mềm ạ. Các thầy cô chỉ cần gõ, các thầy cô gõ giúp em ạ. Classpoint thế ạ. Sau đó các thầy cô vào phần đầu tiên này, Classpoint. Ai thầy cô nào đã vào được phần này rồi thì có thể nhấn cho em phím 2 ạ, vào phần ô chat ạ. Em thấy cô Hồng Nhung ạ, cô Cao Phương ạ, cô Mỹ Linh vào rồi ạ. Cô Cao Phương cô có gửi link ở trên phần tin nhắn ô chat, các thầy cô có thể theo link đấy để các thầy cô vào ạ. Nếu thầy cô nào đã tải rồi thì không cần phải vào tải lại đâu ạ. À, em đã thấy được khá là nhiều thầy cô vào được rồi ạ. Các thầy cô khác đã có hết phần mềm Classpoint trong PowerPoint rồi ạ. Sau đó các thầy cô chỉ cần ấn vào tải xuống miễn phí ạ. Ở đây mình có thể dùng bản free. Với bản free này thì tối đa một lớp học sẽ gồm 25 học sinh và thầy cô có thể thiết kế 5 câu hỏi tương tác trong một bài dạy của mình. Sau đó thầy cô sẽ điền tên của mình vào đây ạ. Thầy cô điền email của mình ạ. Và thầy cô điền tổ chức có thể là trường của mình vào. Sau đó các thầy cô nhấn vào chữ tải ngay ạ. Đó, thì nó sẽ về đấy ạ. Cái phần Classpoint này nó cũng khá là nặng đấy ạ. Thì mất khá là nhiều thời gian để đợi. Với phần Classpoint này thì các thầy cô có thể xây dựng 5 dạng câu hỏi. Dạng thứ nhất đó chính là dạng lựa chọn đáp án đúng, nhiều đáp án đúng. Dạng thứ hai các thầy cô có thể là dạng đám mây đấy ạ. Đám mây từ các thầy cô có thể, một câu hỏi các thầy cô có thể viết nhiều đáp án. Dạng thứ ba là trả lời câu hỏi chỉ được một lần trả lời thôi. Còn dạng đám mây từ thì các thầy cô có thể trả lời nhiều lần liên tiếp. Dạng thứ tư là các thầy cô có thể vẽ hình ảnh. Và dạng thứ năm là các thầy cô có thể hỏi những câu hỏi mà liên quan đến hình ảnh và
cho học sinh tải lên ạ. Thì sau khi ở đây của em người ta đã tải xong rồi thì các thầy cô mở ra thôi ạ. Và các thầy cô nhấn vào run. Chạy đấy ạ. Đó. Thế thì xong cái phần này thì các thầy cô chỉ cần vào ấn vào phần install này thì nó sẽ vào ạ. Nó sẽ vào PowerPoint của mình luôn ạ. Vì em đã tải rồi thế nên là em sẽ không ấn vào đây nữa. Còn nếu thầy cô nào chưa tải thì các thầy cô nhấn cho em, nhấn chuột vào phím này cho em giúp em ạ. Đó chính là phần các thầy cô cài đặt và các thầy cô tải cái phần mềm này về PowerPoint. Nó khá là đơn giản ạ. Tiếp tục thì em sẽ trở lại cái slide PowerPoint của em ạ. Em sẽ đi đến phần câu hỏi đầu tiên, hướng dẫn các thầy cô tạo câu hỏi đầu tiên ạ. Đây ạ, ví dụ như câu hỏi đầu tiên. À đây em sẽ giới thiệu cho thầy cô. Khi mà các thầy cô tải được cái phần mềm này về rồi thì nó sẽ có cái, đây ạ, ClassPoint đây ạ. Các thầy cô sẽ nhấn vào đây. Vì em đã đăng ký rồi thì thông tin đây ạ. Các thầy cô có thể thông tin ạ. Đây là tên ạ, tổ chức ạ, quốc gia. Và đây là học sinh hoặc là giáo viên đấy ạ. Còn nếu mà các thầy cô muốn tải phần ClassPoint thì các thầy cô cần phải mất phí đấy ạ. Đó. Sau khi mà các thầy cô đã tải về và đã vào được PowerPoint chưa ạ? Nếu mà thầy cô nào đã tải về và vào được PowerPoint thì các thầy cô có thể nhắn cho em phím 3. Thầy cô nào tải về rồi ạ, em nhìn thấy được cô Hường rồi ạ. À cô Thủy Tiên, à rất là nhiều thầy cô rồi. Thì bây giờ em sẽ đi một loạt các câu hỏi. Ở đây thì chúng ta thấy có dạng 4 cái bút ạ và bảng trắng ạ. Lát em sẽ nói trực tiếp. Còn phần này chính là 5 dạng câu hỏi mà em vừa thiết kế, dạng nhiều lựa chọn, dạng đám mây từ, dạng câu trả lời, dạng vẽ hình và dạng tải hình ảnh lên ạ. Và đây chính là sau khi học cái bài thuyết trình, học một bài thì giáo viên có thể xuất ra file PDF gồm có các hình ảnh ạ. Gồm có các hình ảnh liên quan toàn bộ đến bài học ạ. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn thầy cô phần đầu tiên luôn ạ. Phần xây dựng câu hỏi dạng nhiều đáp án lựa chọn ạ. Đây, thì ở đây sẽ chính là các dạng câu hỏi mà thầy cô lựa chọn. Em sẽ giới thiệu một dạng câu hỏi, sau đó các dạng khác thì các thầy cô sẽ tương tự giúp em ạ. Ở đây là dạng nhiều lựa chọn ạ. Cái thứ hai là dạng đá mây từ ạ. Thứ ba là dạng trả lời. Và thứ tư là dạng vẽ. Và thứ năm là dạng tải hình ảnh ạ. Thì các thầy cô có thể lựa chọn một trong những dạng đấy đều được ạ. À, phần này sẽ là phần bắt đầu câu hỏi khi có slide ạ. Phần thứ hai là phần thu nhỏ màn hình ạ. Và phần thứ ba là giới hạn thời gian. Ở đây các thầy cô có thể giới hạn thời gian 5 giây, 30 giây và tối đa là 5 phút ạ. Sau đó thầy cô sẽ xuất đáp án như bình thường thôi ạ. Mình chỉ cần ghi câu hỏi ở trên đây thôi ạ. Và chủ yếu là các thầy cô sẽ chọn dạng câu hỏi các thầy cô mong muốn và thời gian mà các thầy cô muốn cho học sinh làm. Sau đó sẽ được ra như cái phần mà em vừa trình bày. Ví dụ đây ạ. Sau đó các thầy cô chỉ cần làm một thao tác rất là đơn giản ạ. Là các thầy cô nhấn vào cái màn hình này, Word, Cloud này, đó chính là đám mây từ đấy. Thì nhấn vào đây là học sinh ở bên app của học sinh thì học sinh có thể tham gia trực tiếp luôn ạ. Với các câu hỏi khác thì thầy cô cũng làm tương tự giúp em ạ. Ví dụ ạ, dạng câu hỏi này thì các thầy cô cũng làm tương tự thôi ạ. Đây là dạng câu hỏi trả lời. Trả lời chính là dạng này đấy ạ. Thì các thầy cô cũng lựa chọn dạng câu hỏi. Sau đó các thầy cô cài đặt thời gian và làm như bình thường. Đấy chính là 5 dạng câu hỏi. Em sẽ đi đến phần tiếp theo luôn ạ. Đấy là các dạng mà thầy cô có thể xây dựng câu hỏi. À, riêng cái phần ClassPoint này thì nó sẵn, có sẵn hình ảnh bảng trắng các thầy cô ạ. Đây chính là hình ảnh bảng trắng các thầy cô có thể lựa chọn. Ví dụ đây ạ, em lựa chọn. Thì các thầy cô có thể ghi trên đây. Hoặc các thầy cô sẽ dùng cái mũi này. Các thầy cô chỉ ạ. Nếu mà thao tác của các thầy cô có bút kết hợp với bút ghi đấy, bảng điện tử đấy, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì em chưa mua được kịp ạ. Và ở đây thì em có, từ những cái phần em tìm hiểu thì em đã nêu ra được các ưu và nhược điểm của ứng dụng ClassPoint này. Thì các thầy cô có thể chia sẻ. Thứ nhất là phần ưu điểm, đó chính là nó sẽ giúp giáo viên xây dựng bài giảng tương tác một cách dễ dàng, hiệu quả để luôn giữ học sinh tập trung vào bài giảng của mình.
Và thứ hai, điểm ưu việt của nó so với các ứng dụng khác là giáo viên không cần phải làm việc ở một cửa sổ khác mà tương tác trực tiếp với học sinh trên nền tảng PowerPoint luôn ạ. Bên cạnh những ưu điểm thì đó còn là hạn chế, nhược điểm. Nhược điểm là nếu mà giáo viên không có cái bản PowerPoint Pro ấy, thì sẽ hạn chế trong việc ra câu hỏi và cũng hạn chế số lượng học sinh tham gia. Bởi một bản dùng thử thì chỉ gồm tối đa mình xây dựng được 5 câu hỏi và có 25 học sinh tương tác thôi ạ. Và đây em có đề xuất một số các dạng bài tập, các ứng dụng mà các thầy cô có thể vận dụng cái ứng dụng này vào bài giảng của mình. Thứ nhất là các thầy cô có thể vận dụng vào phần hình thành kiến thức mới, và thứ hai là phần luyện tập và vận dụng ạ. Thì đây chính là phần chia sẻ của em về phần ClassPoint ạ. Thì nếu thầy cô nào mà có thắc mắc hay là có điều gì muốn chia sẻ thì các thầy cô sẽ ghi giúp em câu hỏi ra phần ô chat để cuối buổi thì em cùng các cô trong nhóm cửa sổ văn học của chúng em sẽ giải đáp ạ. Và phần tiếp theo thì em xin mời cô Phương giới thiệu ạ. Em cảm ơn các thầy cô ạ. Cảm ơn cô Quế Anh. Và phần hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ về ClassPoint thì nhóm cửa sổ văn học đã tổng hợp thành một bộ cẩm nang các công cụ, gồm rất nhiều công cụ và với hơn 100 trang sẽ gửi tặng tới quý thầy cô. Vì thế trong phần tương tác này thì cửa sổ văn học xin đẩy nhanh hơn một chút ạ. Xin mời đến phần tiếp theo, đấy là cô Hồng Nhung sẽ chia sẻ về dạng công cụ Quick Lesson để giúp các thầy cô có thể tương tác được một cách trực tiếp với học sinh ạ. Vâng ạ, em xin gửi lời chào đến các thầy cô nhà mình ạ. Sau khi được cô Quế Anh chia sẻ rất nhiều loại vaccine thì có lẽ là các thầy cô nhà mình đang rất hào hứng và đầy đủ tinh thần để chúng ta bắt đầu đón chào một năm học mới đầy khí thế, đúng không ạ? Thế thì ngay bây giờ, để không khí của chúng ta tươi vui hơn, em xin phép mời các thầy cô có thể vào đứng lên sau đây để chúng ta có thể trải nghiệm một chút xíu ạ. Xin mời các thầy cô quan sát và chat giúp em nhé. Em sẽ gửi đường link cho thầy cô, hoặc các thầy cô cũng có thể vào mã code. Chúng ta sẽ vào click. Dạ, xin mời các thầy cô sẽ vào đường link sau đây. Hoặc nếu thầy cô không vào đường link, thầy cô có thể vào quiz.com. Sau đó thầy cô nhập giúp em mã code sau đây ạ. Mã code của chúng ta là 430393. Vâng ạ, em đã nghe thấy những tín hiệu đầu tiên. Có nghĩa là chúng ta đã có một số thầy cô vào được rồi đấy ạ. Em đã nhìn được tín hiệu vào lớp của cô Tu Hi ạ, cô Lương Hường, cô Vân Bùi, cô Quế Anh. Có một thầy cô là 340393 luôn ạ, rất đáng yêu ạ. Thầy Đức Tùng ạ. Có cô Trang, cô Oanh, cô Anh ạ. Em xin đợi tín hiệu của các thầy cô nữa ạ. Cô Mỹ Linh chào đón cô ạ, cô Chi ạ. Em xin phép chia sẻ màn hình để nếu như thầy cô nào có thể không vào được thì chúng ta có thể tương tác ở ô chat cũng được ạ. Hiện tại em đang chia sẻ màn hình với thầy cô. Xin phỏng vấn một chút là cô Cao Phương. Cô Cao Phương đã nhìn thấy màn hình cô Hồng Nhung chia sẻ chưa ạ? Thấy màu hướng rất xinh ạ. Dạ vâng ạ. Em đã chào đón những thành viên tiếp theo, cô Hường Nguyễn ạ. Một người họ Cao ạ. Thế chắc là ngày xưa hoặc là kiếp trước của Cao Phương rất hay lên núi đấy đúng không ạ? Em đã nhìn thấy tín hiệu giấc mơ được hình cao như hơn. Là tín hiệu hình như là tên của một trong những thành viên của Ả Rập Xê Út, không biết có phải không ạ? Hay đây là chỉ là một sự phỏng đoán mông lung ạ? Dạ vâng, trước mắt thì em đã nhìn thấy tín hiệu của 18 thầy cô có thể kết nối được trong quiz lesson của chúng ta ngày hôm nay rồi. Toàn bộ phần chia sẻ của em ngày hôm nay thì thầy cô sẽ được tương tác trực tiếp trên những ứng dụng khá là thú vị của quiz đó ạ. Thế thì không để thầy cô đợi lâu nữa, một trong những điều tuyệt vời sẽ đón đợi thầy cô phía trước chính là công cụ hữu hiệu ngày hôm nay. Sau khi cô Quế Anh đã chia sẻ về ClassPoint là một trong những ứng dụng mà chúng ta tải về máy để chúng ta có thể tích hợp ở trong phần slide của mình, thì đây lại là một trong những giao diện, một trong những công cụ hỗ trợ mà thầy cô không cần phải tải về máy mà thầy cô hoàn toàn có thể tương tác trên những nền tảng trực tuyến. Xin chào đón cô Quỳnh Anh vào lớp ạ. Xin mời thầy cô có thể trải nghiệm một chút những tháng ngày đã qua và những tháng ngày chúng ta sắp tới trong hành trình làm nghề của mình. Em mời thầy cô có thể tương tác ở một vài slide đầu tiên. Ôi, có rất nhiều thầy cô ạ. Xin mời các thầy cô sẽ tương tác ở những slide đầu tiên. Thầy cô ơi, hôm nay là thứ mấy, thầy cô liệu còn nhớ không ạ? Em đã nhìn thấy tín hiệu trả lời rất nhanh đến từ cô Trang, cô Oanh, thầy Đức Tùng ạ. Chúng ta đang đợi những tín hiệu trả lời tiếp theo của cô Tu Hi, của cô Anh ạ. Của cô giáo có đuôi là 393. Thầy cô còn 14 giây ạ, xin phép các thầy cô tiếp tục ạ. Ôi quá tuyệt vời ạ, em đã nhận được tín hiệu của 18 trên 21 thầy cô và thầy cô có thể quan sát thấy toàn bộ câu hỏi của chúng ta cũng như thứ hạng sau câu trả lời đầu tiên. Thế thì chúc mừng cô Vân Anh ạ. Xin lỗi ạ, cô Vân Bùi ạ, cô là người đã về đích rất xuất sắc ạ.
Thầy cô thấy rằng chúng ta đang trong những tháng ngày giãn cách, nhưng thầy cô không hề quên ngày tháng, đây là một điều rất đáng quý đúng không ạ? Và chúng ta chỉ còn một số ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu một năm học mới đầy hứng khởi rồi. Thế thì thầy cô nhà mình đã chuẩn bị những gì rồi? Xin mời thầy cô sẽ sang câu hỏi tiếp theo ạ. Năm học tới sẽ là năm 2021, gạch ngang, hỏi chấm. Thầy cô cần tìm con số chính xác để thay vào dấu hỏi chấm nhé. Tín hiệu trả lời đầu tiên của cô Cao Phương, một người họ Cao ạ. Tiếp theo đó là cô Chi. Cô Hồng Nhung vẫn đang đợi tín hiệu trả lời của cô 393, của thầy AH ạ, của cô Tu Hi, của thầy Đức Tùng ạ. Xin mời các thầy cô, chúng ta còn 3 giây ạ. Rồi hết giờ ạ. Thực ra đây là câu hỏi điền khuyết rất là nhanh thôi. Và thầy cô thấy rằng năm học tới là năm 2021-2022, đúng không ạ? Và sau câu hỏi này, thứ hạng của thầy cô thay đổi rất là nhanh chóng. Em xin chúc mừng các thầy cô và mời các thầy cô tham gia thử thách tiếp theo. Thầy cô, em một năm học sắp bắt đầu rồi, vậy thì tâm trạng của thầy cô ra sao? Thầy cô hãy chọn tên một bài hát mà gần gần với tâm trạng của thầy cô bây giờ nhé. Sẽ là Hoang Mang đúng không ạ? Hay là Duyên Mình Lỡ của Hương Tràm, là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu? Hay là Ngọt Ngào, một bài hát rất hay trong bộ phim Ngọt Ngào đã xe duyên cho mối tình của Đặng Siêu đúng không ạ? Và Tôn Lệ. Đó. Em đã nhìn thấy tín hiệu ở Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của rất nhiều thầy cô. Vui quá. Thầy cô còn 7 giây ạ, 6 giây ạ. Vâng, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Ở câu hỏi bình chọn này thì không có đúng sai. Và mỗi đáp án thì sẽ gần với tâm trạng của thầy cô ở thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng với một năm học mới, với sự chuẩn bị chu đáo, cả về tâm hồn đúng không ạ, và cả về công cụ, thì thầy cô hoàn toàn có thể chinh phục được ở bến đỗ sắp tới của mình. Xin mời các thầy cô có thể tiếp nối vào một thử thách nữa. Và thử thách này em nghĩ rằng sẽ khá là hấp dẫn với thầy cô đấy ạ. Và thầy cô có chăng có thể ứng dụng thử thách này với học sinh của mình nhé. Dạ, trong quá trình mà thầy cô làm nghề đúng không ạ, có thể là trong quá trình thầy cô thực tập hoặc là thao giảng vân vân, thì học trò thường gọi thầy cô là gì, hoặc học trò đã gắn cho thầy cô biệt danh là gì thế ạ? Em đã nhìn thấy tín hiệu của một số thầy cô rất nhanh. Idol ạ, cô Trang chắc là một cô gái rất đáng yêu ạ. Vân cô ạ, có vẻ như là học sinh của cô giáo khá là thích bộ phim gì ạ, Thần Điêu Đại Hiệp đúng không ạ, một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Cô Mai Phù Thủy, trời ơi, có lẽ nào thích Harry Potter không ạ? Sếp, đúng không ạ? Mama, cô Tu Hí, cô Phương Cao Thủ, không có biệt danh là gì? Cô Thanh Đá, đúng không ạ? Cô Anh Idol, người quyền lực. Thùy Hiền, cô Quỳnh Anh Xinh ạ? Không có. Thầy cô còn hơn 60 giây nữa để có thể mường tượng lại xem trong quá trình mà thầy cô làm nghề, trong những tháng ngày mà thầy cô đã được gắn bó và tiếp xúc với các bạn học sinh, thì các bạn ấy đã gọi thầy cô bằng những tên gọi đáng yêu thế nào ạ? Hoặc là những tên gọi chi chi chắc chắc thế nào ạ? Thầy cô còn 50 giây nữa ạ. Cửa sổ văn học đã nhận được những tín hiệu tiếp theo. Cô Yến ạ, đúng không ạ? Cô Phạm Thị Hồng Yến thường được học sinh đặt cho cái tên rất là hay, đó là cô Yến. Ở trường của cô Hồng Nhung thì có một cô cũng tên là Yến, cô ấy tên là Hải Yến và học sinh thường gọi là cô Én. Có lẽ là cái tên Hải Yến gợi cho chúng ta rất là nhiều những cái không gian liên quan đến sự tự do đúng không ạ? Đến cánh én ngoài biển khơi. Thế nên học sinh rất yêu mến và gọi cô Hải Yến, tại môn địa là cô Én hay còn gọi là cô chim én. Còn thầy cô nào có những biệt danh thú vị nữa không ạ? Xin mời thầy cô có thể chia sẻ cùng cửa sổ văn học ạ. Đã hết thời gian ạ. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và hiện tại thì em đã nhận được rất nhiều tín hiệu từ thầy cô chia sẻ rằng mình đã rất hạnh phúc với những biệt danh yêu yêu đúng không ạ? Biệt danh đáng nhớ mà học trò dành cho mình. Và tin rằng những lời động viên đó, những câu gọi yêu yêu đó cũng chính là những lời động lực với thầy cô để chúng ta tiếp tục sự nghiệp của mình. Đây là một trong những kiểu câu hỏi khá là thú vị trong quiz lesson và mời thầy cô đến với dạng tiếp theo. Dạng này là một dạng mà chúng ta đã khắc phục được hạn chế ở bản miễn phí dùng thử ạ. Phần này thầy cô sẽ có tổng thời gian đó là 3 phút để có thể quét mã QR code bên trái, theo dõi đoạn video clip và tìm xem thuyền trưởng ngữ văn của lớp 9A1 có tên là gì ạ. Với những thầy cô mà không sử dụng hai thiết bị và chưa thể quét mã QR code thì có thể nhờ cô Quế Anh trợ lý có thể gửi đường link ở video này và trong ô chat của chúng ta giúp các thầy cô tương tác nhanh hơn ạ. Thầy cô còn 140 giây nữa để có thể quét được mã code và có thể đoán xem hoặc tìm xem thuyền trưởng ngữ văn của lớp 9A1 có tên là gì ạ. Rất đúng, cảm ơn cô Cao Phương ạ. Với bản free dùng thử thì thầy cô không thể up MP3 hoặc file MP4 lên, mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được sự cố này bằng việc là chúng ta tạo mã QR code cho học sinh. Nghĩa là chúng ta có thể cho học sinh tương tác với rất nhiều những loại ngữ liệu khác nhau. Ôi, chúng ta chỉ còn 2 phút thôi thầy cô ạ. Dạ, em đã nhìn được tín hiệu đầu tiên của cô Trang ạ. Cô Trang đã tìm được tên thuyền trưởng của lớp 9A1, thuyền trưởng bộ môn ngữ văn, đó là cô Cao Thu Phương.
Không biết là còn thầy cô nào tìm được nữa không ạ? À, cô Tu Hi có đáp án là cô Vũ Hồng Hoan đúng không ạ? Cô Tu Hi rất nhanh chóng. Cô, chúng ta còn 55 giây nữa để chúng ta có thể chia sẻ về đáp án của chúng ta. Cô Quế Anh đã có đáp án rồi ạ. Cô Hồng Nhung xin phép ghi nhận đáp án của cô Cao Phương, cô Tu Hi, cô Quế Anh. Tiếp tục là đáp án của cô giáo mang biệt hiệu đó là 430-393. Cô Lương Hường cũng đã có đáp án ạ. Cô Lương Hường tìm ra thuyền trưởng ngữ văn là cô Vũ Hồng Hoan. Cô Vân đã có đáp án rồi ạ. Xin cảm ơn cô Vân rất nhiều ạ. Thầy cô ơi, chúng ta còn khoảng 25 giây nữa. Em đã nhận được thêm tín hiệu của cô Chi. Thời gian đang về những giây phút cuối cùng, chúng ta còn 5 giây nữa thôi ạ. Ôi, thời gian đã hết mất rồi ạ. Ôi, đây là một phần làm việc thực sự là cần lực của các thầy cô, bởi vì thầy cô gần như là làm việc luôn chân luôn tay, đúng không ạ? Không ngừng không nghỉ và làm việc trên rất nhiều các thiết bị. Thế thì lời đầu tiên, cô Hồng Nhung xin cảm ơn sự nỗ lực bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc của các thầy cô để chúng ta có thể quét được mã, chúng ta vào được link và chúng ta tìm được thuyền trưởng của chúng ta. Và xin chúc mừng tất cả những thầy cô có đáp án thuyền trưởng ngữ văn là cô Cao Thu Phương. Đây chính là đáp án chính xác ạ. Đây là một video rất là hay mà cô Cao Thu Phương đã làm gửi tặng phụ huynh học sinh và học sinh của lớp 9A1 năm học này, để giới thiệu với phụ huynh và học sinh gương mặt của những giáo viên, những vị thuyền trưởng mẫu mực và đầy tâm huyết sẽ đồng hành với các con trong một năm học nhiều sóng gió trong hành trình chinh phục vào lớp 10. Thế thì xin cảm ơn cô Cao Phương về sự tâm huyết đó của mình. Và video này cũng chính là một trong những phần khép lại thử thách đầu tiên trong phần chia sẻ của cô Hồng Nhung. Xin mời các thầy cô sẽ đến với nội dung nhanh chóng của phần chia sẻ này. Thế thì do thời lượng của chương trình cũng có hạn thôi, thì cô Hồng Nhung xin phép các thầy cô mọi thông tin chi tiết trong cuốn cẩm nang mà cửa sổ văn học chuẩn bị đã có rất đầy đủ. Đó, ở phần này thì cô Hồng Nhung xin phép tóm lược lại một vài thông tin quan trọng mà thầy cô có thể tận dụng và có thể lưu tâm lại. Đây đều là những thông tin rất hữu ích mà cửa sổ văn học đã ứng dụng rất nhiều và đã đúc rút ra. Đầu tiên là phần giới thiệu chung, thứ hai là hướng dẫn sử dụng bao gồm đăng nhập và thực hành, và thứ ba là đánh giá và đề xuất một số mẹo nhỏ. Cái mẹo này mới chính là cái thứ hai đấy ạ. Các thầy cô thân mến, nếu như thầy cô nói rằng quiz thì mình đã sử dụng quá nhiều rồi đúng không ạ, và mình đã cảm thấy nó rất là quen thuộc rồi, nhưng nếu mà thầy cô chưa ghé thăm cái giao diện quiz lesson thì có lẽ sẽ là một thiếu sót rất lớn. Năm học này thì giao diện quiz lesson của chúng ta đã thay đổi khá là nhiều, và giao diện đã đẹp mắt hơn, bố cục đã sáng rõ hơn, và nhìn chung là rất dễ sử dụng so với những năm trước đó ạ. Thế thì vậy thì quiz nó không chỉ có việc là trả lời câu hỏi một cách là trắc nghiệm và những câu hỏi ngắn, mà nó còn có thể ứng dụng thực hành và ghép luôn thành một bài giảng cho thầy cô và học sinh tương tác như cô Hồng Nhung đang sử dụng đây ạ. Toàn bộ phần chia sẻ này chúng ta đang tương tác trên quiz lesson đúng không ạ? Và mình có thể nhớ một cách nôm na là gì, quiz với lại lesson ở trên giao diện thì nó giống như là những người anh em thân thiết đúng không ạ, gắn bó chặt chẽ với nhau và hỗ trợ cho nhau. Quiz lesson sẽ là một công cụ khá hoàn hảo và đáp ứng gần như đầy đủ hết tất cả những kỳ vọng của thầy cô trong hầu như các tiết học đó ạ. Thế thì để có thể vào được quiz lesson và tạo được một bài giảng như cô Hồng Nhung đang làm thế này thì chúng ta sẽ phải làm những thao tác như thế nào? Thực sự rất đơn giản thôi ạ, và cô Hồng Nhung tin rằng với sự nhanh nhạy của các thầy cô nhà mình và với cuốn cẩm nang mà cửa sổ gửi tặng thì thầy cô hoàn toàn có thể đăng nhập đúng không ạ? Đầu tiên thầy cô sẽ vào thao tác thứ nhất, đó là gõ quiz.com ở trên một thanh công cụ tìm kiếm của Google. Sau đó thầy cô vào phần sign up, tức là thầy cô sẽ phải đăng ký trước. Sau khi đăng ký xong thì thầy cô sẽ log in, nghĩa là đăng nhập vào nó đúng không ạ? Phần đăng ký này thì tích hợp luôn với tài khoản email của thầy cô hoặc tài khoản Facebook cũng được, hoặc là một nền tảng Office nào đó cũng không sao. Đó. Thế thì sau khi đăng nhập xong thì giao diện của thầy cô sẽ hiện lên như thế này ạ. Thầy cô có thể đăng nhập hoặc là đăng ký dựa trên tài khoản Google, và cô Hồng Nhung thường sử dụng tài khoản Google của mình để có thể kết nối luôn, bởi vì chúng ta vào email rất là nhiều. Sau bước số 4 này thì thầy cô sẽ cần phải lựa chọn một số giao diện sau. Thầy cô sẽ lựa chọn giao diện là mình công tác ở trường học đúng không ạ? Other school sẽ lựa chọn mình là giáo viên, tức là teacher. Và khi mà màn hình hiện ra là welcome back đúng không ạ? Xin mời bạn, như kiểu là một lời mời về nhà. Thì nghĩa là thầy cô chúng ta đã thành công rồi đấy ạ. Và chúng ta đã đăng nhập được vào quiz lesson để sử dụng toàn bộ những ứng dụng của nó. Thế thì công cụ này nó sẽ có những ưu điểm và những hạn chế riêng. Nó không hề là một công cụ hoàn hảo đúng không ạ? Nó vẫn sẽ có những cái nhược điểm, bởi vì chúng ta đang dùng một cái bản, đó là bản miễn phí chứ không phải là bản pro.
Bản Pro thì yêu cầu thầy cô phải trả phí theo tháng hoặc theo năm thì thầy cô mới sử dụng được trọn vẹn tất cả mọi tính năng của nó. Tuy nhiên, thầy cô hoàn toàn sử dụng bản miễn phí này được, bởi vì bản miễn phí gần như là cũng đáp ứng được gần hết những kỳ vọng của chúng ta rồi. Khi mà thầy cô vào được Quiz Lesson rồi, thì thầy cô sẽ bấm vào nút Create, đó là nút tạo mới, thì thầy cô sẽ vào mục Lesson, tức là bài học. Đây là một trong những ứng dụng khá mới mẻ của Quiz mà ít người biết đến. Có những thầy cô đã làm khá là nhiều, làm khá là quen rồi, nhưng có những thầy cô mà chưa sử dụng bao giờ, thì ngày hôm nay thầy cô có thể sử dụng nó trong một bài tiết để luôn luôn tạo những điều mới mẻ cho học sinh của mình. Đó ạ. Thế thì lát nữa chúng ta sẽ có một vài thao tác, cô Hồng Nhung sẽ kết nối với các thầy cô luôn. Thế nhưng mà hoạt động tương tác đầu giờ cũng chính là nội dung mà thầy cô trải nghiệm hay học sinh sắp tới của mình trải nghiệm. Vậy thì thầy cô gần như đã nắm được trọn vẹn các hoạt động của Quiz Lesson rồi, và thầy cô sẽ ứng dụng nó thế nào, thì ngay sau đây mời thầy cô sẽ vào phần chia sẻ của ưu điểm và hạn chế. Thực ra thì Quiz Lesson có một số những ưu điểm sau đây mà thầy cô có thể lưu tâm. Thứ nhất là Quiz Lesson đa dạng ở các câu hỏi và có nhiều cấp độ. Như lúc nãy thầy cô trải nghiệm thì chúng ta có câu hỏi đầu tiên là câu hỏi bình chọn, đúng không ạ? Có những câu hỏi liên quan đến chọn đáp án chính xác là A, B, C hoặc D. Có những câu hỏi điền khuyết, tức là điền từ còn thiếu, cái dạng này mà áp dụng theo bộ môn tiếng Anh hoặc là áp dụng cho những bộ môn như toán thì khá là thú vị. Và dạng thứ tư mà thầy cô vừa trải nghiệm chính là dạng câu hỏi mà thầy cô sẽ phải gõ đoạn văn ngắn hoặc là những câu trả lời ngắn vào, và thời gian tối đa của nó là 15 phút cho cái câu hỏi dài nhất, chính là câu hỏi viết đoạn ấy ạ. Thì những cái dạng câu hỏi này cũng là những cái dạng câu hỏi mà thầy cô sẽ ứng dụng theo đúng các cấp độ của một bài dạy của mình, từ những cấp độ nhận biết, đúng không ạ, tái hiện thì mình có thể sử dụng những câu hỏi rất là dễ như là bình chọn, như là chọn ABCD thôi, đến những câu hỏi điền từ là cấp độ khó hơn rồi, đến những câu hỏi mà có thể tóm tắt, đúng không ạ, không hiểu giải nghĩa hoặc là viết đoạn tối đa 15 phút, thì thầy cô có thể sử dụng giao diện đó là chúng ta sẽ trả lời ngắn open end đó. Thứ hai là tính tương tác của Quiz khá là cao. Ở phần này thì Quiz nó có sẵn nhạc cho thầy cô, đúng không nhỉ? Và thầy cô hoàn toàn có thể tạo được một cái không gian tràn đầy kịch tính và luôn chân luôn tay cho học sinh của mình sẽ phải hoạt động và không bao giờ ngưng nghỉ. Và quan trọng là thầy cô có thể xen kẽ bài giảng của mình, đúng không ạ, với những câu hỏi để chúng ta có thể luyện tập theo từng phần, chứ không nhất thiết là Quiz chỉ có thể ứng dụng ở đầu giờ hoặc là ở cuối giờ, mà Quiz Lesson nó đã cải thiện được điều đó để chúng mình có thể xen kẽ cả những phần lý thuyết và cả những phần bài thực hành của mình và cả những phần cho học sinh tương tác. Và phần này Quiz Lesson thì tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian và công sức của thầy cô. Thay vì việc thầy cô sẽ phải nghĩ một loạt những slide, đúng không ạ, mang tính chất là phải đẹp đẽ, phải mượt mà, thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng giao diện slide lesson ở trên phần Quiz đó để thầy cô chúng ta tương tác. Tuy nhiên môn văn của chúng ta ấy, thì thường sẽ quan trọng về sự tinh tế, đúng không ạ? Mà giao diện của Quiz Lesson thì nó sẽ có một vài cái hạn chế, đó là giao diện của nó hơi thô và hơi mộc. Vậy thì làm cách nào chúng ta cải thiện điều đó? Lát nữa thì cửa sổ văn học sẽ chia sẻ một cái bí kíp của thầy cô. Một cái hạn chế lớn nhất của giao diện này mà cô Hồng Nhung muốn chia sẻ với thầy cô đó là Quiz Lesson thì cũng là một phần mềm mà đòi hỏi chúng ta phải trả phí. Và ứng dụng này nếu như thầy cô sử dụng bản miễn phí thì nó sẽ bị giới hạn hoạt động. Ví dụ thầy cô chỉ có thể tải slide ở dạng PDF lên chứ không thể tải slide ở dạng PowerPoint, đúng không ạ? Đấy. Và thứ hai là nếu như thầy cô muốn cho học sinh tương tác ở những tư liệu nó đa dạng, ví dụ như là file MP3, đúng không ạ, hoặc là file video MP4, thì thầy cô không thể up MP3 hoặc file MP4 đó lên được, mà bắt buộc thầy cô sẽ phải chuyển vào một cái hình thức khác, thì Quiz Lesson bản miễn phí mới nhận. Thế thì với những hạn chế này, đúng không ạ, thầy cô chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Thật là đơn giản thôi ạ, như lúc nãy chúng ta vừa tương tác, để thầy cô có thể hình dung được và có thể kết nối được với video clip, thì cô Hồng Nhung đã tạo một cái mã QR code từ cái video này, và cô Hồng Nhung tạo cái ảnh mã QR và cô up lên để phần Quiz Lesson này. Thế là học sinh của chúng ta chỉ cần cầm cái điện thoại thông minh, học sinh có thể quét mã QR code thì học sinh có thể vào được video này và hoàn toàn có thể tương tác với tư liệu là video hoặc là MP3. Đó là một phần hết sức thú vị. Thế thì để thầy cô nhà mình làm sao có một bài giảng Quiz Lesson thật là nhanh, thật là hiệu quả mà vẫn đảm bảo tính chất tinh tế, đúng không ạ, và tính chất nghệ thuật của riêng bộ môn ngữ văn, thì em xin mạn phép đề xuất với các thầy cô một vài thông tin nhanh chóng về các bước thực hiện và tiến trình thực hiện để thầy cô chúng ta áp dụng trong quá trình chúng ta làm việc. Sắp tới là chúng ta có thể tiết kiệm được công sức và chúng ta tạo được rất nhiều giá trị. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải lên ý tưởng trước. Một bài dạy muốn hay thì các phần nó sẽ phải kết nối với nhau, và thầy cô hãy lên ý tưởng ở trước xem là mình sẽ có những phần mở thế nào, phần khởi động ra sao, đúng không ạ, phần hình thành kiến thức mới thế nào, phần củng cố luyện tập ra sao,
đó và cái phần kết nối như thế nào thì thầy cô sẽ phải định hình ngay từ đầu. Và thường em sẽ sử dụng lại thuật việc chồng việc. Lúc nào em đi tắm đúng không ạ? Lúc nào em đi nấu cơm, em nhặt rau thì em sẽ vừa làm những cái việc liên quan đến tay chân và vừa làm những cái việc liên quan đến trí tuệ, nghĩa là mình sẽ kết hợp rất là nhiều những cái công việc cùng một lúc để đạt hiệu quả cao hơn. Những cái ý tưởng này suy nghĩ và nó rất hay nảy sinh ra trong quá trình mà mình đang thư giãn, đặc biệt là trong lúc tắm á. Không biết có thầy cô nào giống em hay không, nhưng em thì thường như thế. Vâng, em đã nhìn thấy khá là nhiều những tín hiệu ở đồng tình của các thầy cô đúng không ạ? Có lẽ là rất nhiều thầy cô cũng đang ứng dụng cái nhận thuật việc trong việc này. Thế thì ngoài việc chúng ta lên ý tưởng từ trước thì thầy cô sẽ làm PowerPoint sơ giản, tức là những phần nào thầy cô nghĩ rằng nó sẽ là phần xuất hiện đúng không ạ? Những phần kiến thức nào chốt thì thầy cô nên làm PowerPoint sơ giản trước, và PowerPoint này sẽ đảm bảo cái template, đảm bảo một cái mẫu nó nền nã, nó xuyên suốt từ đầu đến đuôi. Và thầy cô sẽ lưu cái PowerPoint ấy dưới dạng là file PDF, bởi vì Quizlet bản miễn phí chỉ chấp nhận file PDF để up lên. Đấy, đấy là thao tác đầu tiên. Và thao tác này thì thầy cô sẽ làm và giữ luôn tư liệu này, không mất gì cả và cũng không hề lãng phí. Thao tác thứ hai, mình sẽ tải toàn bộ file PDF lên Quizlet trước. Mình hãy tải lên trước đi, bởi vì khi mà mình đã tải lên rồi, mình thấy ôi một cái bài thật là nhanh, mình tải lên loáng phát là xong, thì thầy cô đã thấy vô cùng hạnh phúc và thầy cô có thừa cảm xúc thăng hoa để làm những việc khác. Và những việc khác chính là những việc này đây ạ. Thao tác thứ ba, thầy cô sẽ chỉnh sửa, sẽ thêm hoạt động tương tác ở đầu, ở giữa, ở cuối, ở bất cứ những vị trí nào mà thầy cô mong muốn trên giao diện lesson đó. Thầy cô sẽ kiểm tra một lượt và cuối cùng là xuất bản. Đây là thứ tự, trình tự các thao tác mà thầy cô nên sử dụng để chúng ta có một lesson hiệu quả, phù hợp và tiết kiệm thời gian. Dĩ nhiên đây chỉ là những kinh nghiệm cá nhân, và thầy cô trong quá trình thực hiện thì thầy cô hoàn toàn có thể tương tác hoặc là có một sự thay đổi khác. Để thầy cô hình dung một cách dễ dàng, em xin thao tác nhanh một vài slide để thầy cô có thể cảm nhận được rằng lesson vô cùng hiệu quả và rất dễ sử dụng ạ. Em xin dừng phần chia sẻ này để mời thầy cô có thể quan sát một màn hình chia sẻ nữa, chính là một màn hình chia sẻ liên quan đến lesson. Thầy cô hoàn toàn có thể vào Quiz đúng không ạ? Ở trên thanh công cụ tìm kiếm, đây là một ứng dụng được rất nhiều những giáo viên và học sinh yêu thích. Theo như những kinh nghiệm sử dụng 6 năm công tác ở Greenfield, thì những năm học online là những tháng ngày mà chúng ta vất vả nhất. Tuy nhiên những tháng ngày này là những tháng ngày học sinh của chúng ta lại có rất nhiều trải nghiệm và được tiếp cận với rất nhiều những điều thú vị. Học sinh thấy thầy cô của mình thực sự điêu luyện trên mặt trận công nghệ thông tin thì chắc chắn học sinh cũng sẽ có đam mê và được truyền cảm hứng phần nào đó, nên thầy cô hãy yên tâm để có thể trải nghiệm những niềm vui mới. Hiện tại thì em đang chia sẻ một màn hình. Không biết là các thầy cô nhà mình đã nhìn được màn hình này chưa ạ? Đây là một màn hình giao diện mà chúng ta sẽ sử dụng một thanh tìm kiếm bất kỳ trên Google đấy ạ. Nếu thầy cô đã nhìn thấy rồi thì cô vui lòng đánh cho em số 7 vào chat ạ. Thì hôm nay là thứ 7 ạ. Hiện tại thì em đã nhìn được tín hiệu của rất nhiều thầy cô. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và chúng ta sẽ vào giao diện đầu tiên của Quiz. Thì chúng ta sẽ vào đường link này ạ. Sau tất cả những thao tác mà em hướng dẫn thầy cô trong quá trình chúng ta đăng nhập, chúng ta đăng ký, thì màn hình của thầy cô sẽ hiện lên như thế này, đúng không ạ? Thầy cô chỉ cần bấm vào Create, tức là ô tạo này. Đây ạ, nghĩa là thầy cô đang bắt đầu chuẩn bị thao tác liên quan đến quiz của chúng ta. Và bản của em đang dùng để demo thầy cô là bản miễn phí, và thầy cô của chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng bản này được. Thầy cô sẽ vào phần Quiz Lesson. Đây là một giao diện khá là mới hơn hẳn so với năm ngoái mà em sử dụng. Thầy cô có thể đặt một cái tên vui vui, ví dụ như là ngày mình gặp gỡ đúng không ạ? Hoặc là duyên chúng mình, duyên trời định chẳng hạn, như cô Cao Phương rất là thích những mối duyên lành. Em có thể đặt tạo một cái tên là duyên trời định. Thầy cô có thể ứng dụng thực hành luôn nếu thầy cô có thể làm luôn. Thầy cô mặc định chế độ nào đó thì tùy thầy cô, có thể lựa chọn là liên quan đến toán học, tiếng Anh, physics, chemistry, hóa học vân vân. Như em thì em thường sử dụng dạng vui vui đúng không ạ? Đó, và chúng ta có thể next. Đây là giao diện Quiz Lesson của chúng ta. Thế thì ở slide đầu tiên, đây chính là slide đầu tiên thầy cô ạ. Ở slide này thì nó đã mặc định cho thầy cô đó là có ký tự để viết rồi đúng không ạ? Nhưng em không thích slide này, em có thể xóa đi. Đây chính là nút xóa ở trên slide. Bây giờ thì em muốn tải toàn bộ những slide mà em đã làm liên quan đến các giáo viên bộ môn của 9A3 chẳng hạn, bởi vì năm nay em chủ nhiệm 9A3. Em có thể vào nút add new slide, tức là thêm mới những slide. Đây là một trong những nút mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Thầy cô có thể để tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được hết. Khi em thêm vào thì màn hình sẽ hiện ra rất nhiều giao diện cho thầy cô lựa chọn. Giao diện của thầy cô có thể là text. Thầy cô có thể lựa chọn giao diện text gồm có ô trắng đúng không ạ? Thầy cô chèn text vào, có thể là text slide hoặc là title slide. Đấy, thầy cô có thể lựa chọn media.
Test gắn liền với lại nhạc, gắn liền với lại màn hình hoặc gắn liền với ảnh vân vân. Thế nhưng mà như em bảo thầy cô ấy, thì thầy cô nên có slide PowerPoint từ trước để xuất ra PDF đúng không ạ? Đó là những slide PowerPoint cơ bản gốc và những là những phần chốt kiến thức chẳng hạn, những phần tiêu đề quan trọng đẹp đẽ nền nã chẳng hạn. Thì ở đây em đã chuẩn bị sẵn rồi, em sẽ sử dụng thao tác đó là import slide, tức là chúng ta sẽ đẩy hết slide của chúng ta lên đây để tránh cái giao diện của quiz nó khá là thô và nó khá là chân phương, vì nó chưa được bắt mắt với học sinh. Em sẽ sử dụng thao tác này, đó, import slide. Thầy cô sẽ vào đây và bản miễn phí của chúng ta thì đương nhiên sẽ chỉ sử dụng PDF thôi ạ. Và thầy cô sẽ tải file PDF của mình lên. Ở đây thì em đã có một file PDF mẫu chẳng hạn, ví dụ là file giáo viên bộ môn của lớp 9A3. Thầy cô có thể đợi để các file này được up lên. Đó, phần này thầy cô có thể ứng dụng là một video giới thiệu các giáo viên bộ môn của lớp mình cho học sinh của chúng ta, học sinh lớp chủ nhiệm thì các con chắc là rất thích đó ạ. Thầy cô tải lên xong thì thầy cô sẽ bấm import và chúng ta có thể đợi được slide được lưu. Đó, thế là em đã có gần như là xong một bản trình chiếu đúng không ạ? Và em sẽ sử dụng toàn bộ những thao tác này để tương tác với các con. Tuy nhiên đây sẽ là một bài giảng của em và sẽ không có hoạt động tương tác nếu như em chỉ dừng ở đây. Vậy thì muốn có hoạt động tương tác chúng ta sẽ làm thế nào? Ở những slide nào thầy cô muốn học sinh dừng lại để tương tác hoặc là thầy cô muốn học sinh khởi động ngay đầu giờ thì thầy cô chỉ cần bấm slide là ở chế độ sẽ mặc định cho thầy cô thêm slide vào thôi. Thậm chí thầy cô có thể đảo slide đúng không ạ? Có thể đảo slide này về slide kia, có thể xóa slide hoặc là nhân bản slide. Lúc liên kết slide là nhân bản, lúc này là xóa slide. Thế bây giờ thì ví dụ em muốn học sinh nhà em sẽ khởi động ở một cái slide, đó là slide đầu tiên, khởi động đầu ngày, thì em sẽ cần phải có thêm nút add slide ở đây. Em sẽ cho học sinh thêm một cái slide liên quan đến câu hỏi bình chọn đi. Đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào poll. Poll ở đây là câu hỏi bình chọn, open end là câu hỏi mở, fill in the blank là câu hỏi điền quyết và multiple choice tức là câu hỏi lựa chọn đáp án đúng. Thế thì bốn cái giao diện này là bốn cái giao diện câu hỏi mà thầy cô có thể ứng dụng ở tất cả các cấp độ bài tập của học sinh với môn văn của mình. Như lúc đầu giờ em giới thiệu thì tùy thầy cô, sau khi đã hiểu được bản chất của nó, thầy cô hoàn toàn có thể gia giảm nó ở bất cứ vị trí nào mà thầy cô thích. Ví dụ lúc đầu giờ em chỉ muốn học sinh hoạt động đơn giản thôi, nhanh thôi, nhìn chung là phải nhanh, fast and furious đúng không ạ? Em sẽ chọn câu hỏi bình chọn ở đây. Thế là chúng ta có giao diện câu hỏi bình chọn đúng không ạ? Em muốn đẩy nó lên trước thì em chỉ cho lên trước cái này thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ vào gõ câu hỏi đúng không ạ? Ví dụ như là hôm nay các con cảm thấy thế nào? Đó, hỏi chấm. Và em sẽ cho các đáp án là vui, đúng không ạ? Hoang mang, đúng không ạ? Vì gặp cô chủ nhiệm giống như bà Lan Sát nên các con hoang mang chẳng hạn. Hoặc là hạnh phúc, đúng không ạ? Vì năm nay lại được cô Hồng Nhung đồng hành, đúng không ạ? Hoặc là cảm thấy lo lắng bởi vì năm nay các con học lớp 9 và chuẩn bị có một kỳ thi chuyển cấp. Thế thì đây là các cái đáp án mà các con có thể bình chọn được. Và thầy cô hoàn toàn có thể tải ảnh lên. Ảnh ở đây có thể là một cái ảnh chiêu chiêu nào đó của các bạn, hoặc là một cái ảnh bất kỳ, hoặc là ảnh logo. Như lúc nãy thì em đang sử dụng đó là ảnh logo đúng không ạ? Logo cửa sổ văn học chẳng hạn. Đó, thì em có thể tải ảnh cửa sổ văn học lên đây để nhắn cho các con rằng cái phần này là phần bản quyền đúng không ạ, của cô Hồng Nhung. Ví dụ như thế. Thế thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng thao tác đó là thiết lập chế độ. Thầy cô có thể sử dụng chế độ 30 giây như thế này, đúng không ạ? Câu hỏi này mặc định là 30 giây, nhưng mà thầy cô hoàn toàn có thể thay đổi giây của nó, ví dụ 5 giây, 10 giây, 20 giây. Lúc nào muốn học sinh nhanh hơn nữa thì các thầy cô không để giây chẳng hạn, hoặc là thầy cô cho tối đa là 15 phút. Và quiz bản miễn phí chỉ có tối đa mỗi phần đó là 15 phút, vì vậy nó sẽ chỉ phù hợp với việc mà thầy cô ứng dụng cho học sinh viết đoạn văn ngắn thôi. Còn nếu viết bài văn thì quiz lesson sẽ chưa đảm bảo được, mà lát nữa sẽ có công cụ khác hỗ trợ điều này và thầy cô cố gắng nhất, cho rõ nhất. Đấy, ví dụ câu hỏi này em muốn gia giảm ở đây chẳng hạn thì em sẽ để ở đây. Có những câu hỏi khác em muốn gia giảm trong bài học chẳng hạn, ví dụ sau khi em đã nhìn thấy cô Hiếu Sinh chẳng hạn, thì em muốn học sinh tương tác ở slide này, em sẽ thêm một slide ở dưới ngay sau slide này. Em muốn học sinh có thể viết đôi dòng cảm nhận hoặc là một đoạn văn từ 6 đến 8 câu cảm nhận là cô Hiếu Sinh, ví dụ như là các con đúng không ạ, các con chia sẻ cảm xúc về cô Hiếu nào chẳng hạn như thế, thì các bạn ấy có thể nhập vào đây. Và những câu hỏi mà liên quan đến việc viết đoạn thế này thì em thường để cho các bạn ấy khoảng tầm 10 phút hoặc là 15 phút thì tùy các thầy cô. Đó ạ, đó là một số hoạt động tương tác mà thầy cô ứng dụng vào. Thì ngoài hoạt động tương tác như thế này thì các slide ở Quiz Lesson còn rất đa dạng cho thầy cô soạn giảng ngay trực tiếp trên này để thay thế hoàn toàn slide PowerPoint.
Nghĩa là thầy cô không nhất thiết phải up slide dưới dạng PDF lên, bởi vì khi up lên nó chỉ có dạng ảnh thôi và thầy cô sẽ không sử dụng ứng được. Thì thầy cô có thể hoàn toàn sử dụng phần giao diện và slide bài giảng ở trên này. Thầy cô cũng bấm vào add new slide và thầy cô sẽ vào các giao diện của text chẳng hạn. Đúng không ạ? Đây ạ. Thầy cô có thể gõ một nội dung nào đó, ABC bất kỳ đúng không ạ? Năm học này, mục tiêu của chúng ta. Của chúng ta là gì nhỉ? Thì thầy cô có thể liệt kê 1 đúng không ạ? 2, 3, 4, 5 vân vân. Và khi mà thầy cô trình chiếu thì nó sẽ hiện ra từng mục một như thế này. Đó, thầy cô hoàn toàn có thể chỉnh sửa giống như thầy cô đang thao tác ở trên slide như bình thường ở các cái thông công cụ thế này. Thì xin phép các thầy cô ở phần này thì em xin phép thầy cô sẽ sử dụng cẩm nang để thầy cô sẽ xem một cách đầy đủ và thực hành luôn, bởi vì thời lượng của chúng ta không nhiều. Đó ạ, sau khi mà thầy cô đã tạo hết một bài giảng chuẩn chỉnh như thế này rồi thì thầy cô sẽ bấm vào nút ở Save để thầy cô có thể lưu lại bài giảng này. Thầy cô có thể lưu lại ạ. Ở khi lưu lại thì thầy cô chú ý đặt tên cho nó, chẳng hạn như là hạnh phúc ngày đầu năm. Thầy cô có thể tải một cái ảnh bất kỳ lên đây. Ảnh này có thể là ảnh liên quan đến lớp học của chúng ta đúng không ạ? Hoặc là liên quan đến một trong những cái hoạt động nào, hình ảnh nào hoặc là khoảnh khắc nào mà thầy cô hạnh phúc, thầy cô có thể tải lên. Thầy cô không tải cũng được, nhưng mà tải lên thì mình sẽ chuyên nghiệp hơn. Ở đây em sẽ tải tạo ảnh của cửa sổ văn học chẳng hạn. Đó, thầy cô sẽ chọn ngôn ngữ. Thầy cô sẽ chọn khối lớp học. Khối lớp học phù hợp với các con là khối nào, ví dụ là khối 9 chẳng hạn. Để sau này Chris sẽ đề xuất cái slide của thầy cô và bài học này của thầy cô với những thầy cô giáo khác, để những thầy cô giáo khác có thể tận dụng được kho tài nguyên này và chúng ta sẽ có thể sử dụng chung, nghĩa là chia sẻ để được sẻ chia nhiều hơn. Và thầy cô sẽ mặc định ở chế độ là public, tức là xuất bản ở chế độ công khai. Thầy cô hoàn toàn có thể để ở chế độ private, tức là riêng tư. Nhưng mà em nghĩ chúng ta có thể để ở chế độ công khai thì nó sẽ thể hiện sự yêu thương của chúng ta nhiều hơn. Và sau khi đặt hết các chế độ này, thầy cô lưu vào. Đó. Và thầy cô lưu xong thì ở ngoài giao diện của thầy cô sẽ hiện lên luôn các thao tác thế này để thầy cô có thể lựa chọn ạ. Đây là bài giảng của em. Khi mà em muốn chỉnh sửa bởi vì em thấy là thời gian này không đúng, câu hỏi này bị sai chính tả chẳng hạn, em sẽ vào mục edit để chỉnh sửa, đúng không ạ? Đó. Khi mà em muốn chia sẻ slide này, chia sẻ bài học này với các thầy cô giáo khác thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng thao tác là share, đúng không ạ? Chúng ta sẽ copy link này hoặc là copy link ở dưới, lúc này cũng được ạ, để chúng ta có thể share phần này với các thầy cô giáo khác. Thế nhưng mà có một điểm hạn chế của bản miễn phí là gì? Khi chúng ta gửi link này cho các thầy cô khác thì các thầy cô giáo khác không có quyền chỉnh sửa nó nữa, mà chỉ có thể có quyền dùng trực tiếp với học sinh của mình thôi. Đấy, đấy là một trong những hạn chế của bản miễn phí đó ạ. Và nếu chúng ta muốn các thầy cô khác nhận được link của chúng ta, có thể chỉnh sửa được như chúng ta là người chủ sở hữu và có thể thay đổi được, có thể di chuyển được các slide, thì chúng ta phải nâng cấp lên bản Pro. Còn muốn cho học sinh chơi thì làm thế nào ạ? Chúng ta sẽ vào Start, đúng không ạ? Bắt đầu với một bài học trực tiếp, hoặc là học sinh có thể làm phần này bài tập về nhà. Nhưng mà em rất thích ứng dụng này ở chế độ đó là chơi ở dạng trực tiếp. Và thầy cô sẽ bấm vào Present để chúng ta có thể lấy link cho học sinh. Và khi bấm vào đây thì chế độ mặc định của chúng ta đã hiện ra đường link để chúng ta copy ạ. Thầy cô có thể copy link này và sao chép liên kết để gửi cho các học sinh, hoặc là nhắn học sinh vào group và nhập mã code thế này. Đó. Và khi học sinh vào thì ở dưới đây sẽ hiện lên giao diện của một vài học sinh. Và thầy cô khi bấm bắt đầu start thì nghĩa là học sinh của chúng ta sẽ bắt đầu tương tác bằng một bài giảng hoàn toàn ở trên Quizlet. Đó. Thế thì ứng dụng này cũng giống như ứng dụng khác, nó đều có những hạn chế và có những ưu điểm cũng như là những điều thú vị riêng. Thế thì tất cả mọi ứng dụng thì đều sẽ cần phải thầy cô có sự linh hoạt và điều chỉnh trong tiết học của mình để một tiết học học sinh sẽ không bị nhàm chán. Hy vọng rằng với một vài cái mẹo nhỏ như thế này thì thầy cô nhà chúng ta có thể sẽ có những bài giảng thăng hoa hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn mà vẫn kết nối học sinh trong hầu hết các hoạt động giáo dục của mình. Em xin cảm ơn các thầy cô vì đã lắng nghe phần chia sẻ của em ở công cụ Quizlet, và ngay sau đây thì xin nhận lời cho cô Cao Phương để có thể chuyển đến phần tiếp theo ạ. Cảm ơn cô Hồng Nhung. Không ngờ là cái thời lượng của chúng ta đã quá rất là nhiều, nhưng mà đến thời điểm này vẫn được đón nhận từ các thầy cô ạ, và cửa sổ văn học vô cùng trân trọng điều đó. Sau đây thì cửa sổ văn học sẽ giới thiệu với các thầy cô một ứng dụng được coi là rất toàn diện, chỉ có một xíu gọi là hạn chế thôi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được để có thể
dạy tương tác với học sinh trực tiếp với môn ngữ văn. Và phần chia sẻ này thì xin mời cô Quỳnh Anh ạ. Cô Quỳnh Anh đến từ VinSchool và cô Quỳnh Anh sẽ chia sẻ về Nearpod ạ. Cảm ơn chị Phương ạ. Xin chào các thầy cô ạ. Chắc giờ này là các thầy cô cũng đến 8 giờ là đến giờ chúng ta chuẩn bị thức dậy ăn sáng rồi, chuẩn bị ngày mới rồi. Thế chắc là phần chia sẻ của em cũng sẽ rất là nhanh và sẽ đi vào những cái phần rất là trọng tâm thôi. Em xin phép sẽ được xem màn hình cho các thầy cô. Đầu tiên thì em muốn làm, em sẽ giới thầy cô đã nhìn thấy màn hình mà em chia sẻ chưa ạ? Đầu tiên thì em sẽ có một cái phần tổng quan rất là nhanh về ứng dụng Nearpod. Và sau đấy thì em nghĩ là em sẽ đi thẳng vào luôn cái phần mà để cho các thầy cô làm quen với cả cái phần giao diện của Nearpod. Em sẽ sẽ có cái phần thao tác luôn. Còn cái phần mà chúng ta test thử thì chắc là sẽ là một cái hoạt động tổng kết cuối cùng thôi, để thầy cô hình dung ra được cái màn hình của học sinh như thế nào thôi. Thì đầu tiên là trong cái phần giới thiệu về Nearpod của em sẽ bao gồm những phần sau. Là giới thiệu chung về ứng dụng Nearpod, sau đấy thì hướng dẫn sử dụng một cách rất là cơ bản, và sau phần cuối cùng là chỉ ra những ưu điểm hạn chế. Em sẽ nói nhanh những cái phần mà người ta gọi là lý thuyết trước, sau đấy thì em sẽ đi vào cụ thể luôn ở cái giao diện Nearpod. Như chị Phương cũng đã nói được là Nearpod gần như là một cái nền tảng mà nó có thể giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề. Ví dụ như là em thấy là Quizy nó cũng có những cái nội dung tương tự như Nearpod thôi. Đó, thế nhưng mà có một phần mà có thể nhìn thấy luôn được rằng là Nearpod có thể giải quyết được cái vấn đề của Quizy ở bản dùng miễn phí. Đấy là chúng ta có thể tải được video lên để cho học sinh xem ngay trong phần slide tương tác, và thậm chí chúng ta có thể tạo những câu hỏi trắc nghiệm ngay trên video đó. Ví dụ học sinh xem được một đoạn, sau đó thì chúng ta có thể tạo một câu hỏi tương tác luôn ngay ở cái đoạn xem phim. Thì tí nữa em sẽ minh họa luôn để thầy cô có thể hình dung ra được. Và đây là chính là cái giao diện của Nearpod. Một thông tin của Nearpod mà em tìm hiểu được đấy chính là tính đến năm 2020 thì có 12.000 trường học từ lớp 1 đến lớp 12 ở Mỹ thì đều sử dụng cái phần mềm này, cái nền tảng ứng dụng này. Thì thầy cô có thể truy cập vào website là nearpod.com, học sinh cũng sẽ truy cập vào nearpod.com và sẽ chọn một tức là cái giao diện của Nearpod thì nó khá là thân thiện với thầy cô. Với vai trò là học sinh, chúng ta chọn học sinh, còn với vai trò là giáo viên thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản ở Gmail của chúng ta luôn. Bây giờ tiếp theo em sẽ đến cái phần là hướng dẫn cách sử dụng. Thế khi mà thầy cô chọn vào tài khoản giáo viên thì sẽ hiện lên một cái phần đăng nhập như thế này. Chúng ta có thể đăng nhập trực tiếp với hai loại tài khoản mà quen thuộc với thầy cô, đấy là Gmail và Office 365. Thì thường thì chắc là các thầy cô sẽ dùng Gmail nhiều hơn. Tiếp theo khi mà thầy cô đăng nhập vào thì thầy cô sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Ở trong cái giao diện này thì em sẽ nói nhanh luôn về từng cái số mà em đã đánh ở đây để thầy cô có thể hình dung ra. Thứ nhất đấy là My Library, tức là thư viện của tôi. Thứ hai là những cái bài báo cáo liên quan đến những cái phần mà học sinh đã làm. Thứ ba là cái nguồn tư liệu của giáo viên. Trong cái nguồn này thì rất là hay, tức là ở Nearpod họ đã cho sẵn một vài những cái slide để thầy cô tham khảo. Thầy cô có thể ấn vào cái phần là cái nguồn học liệu của giáo viên, và trên đó thì họ sẽ xuất hiện rất nhiều lĩnh vực, và chúng ta có thể lựa chọn một trong số những cái slide mà đã được tạo các slide trình chiếu sẵn, và chúng ta chỉ chỉnh sửa theo ý của chúng ta thôi. Thì đấy là một cái mà em thấy rằng Nearpod rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta có những cái phần sau như là cái phần liên quan tới tạo một cái bảng tương tác giống như Padlet, hay là cái phần tạo quiz, hay là tạo cái câu hỏi tự luận, thì họ có thể thì họ gợi ý cho mình những cái mà hay sử dụng để chúng ta có thể tạo luôn. Và tiếp theo đấy chính là cái phần mà chúng ta tự tạo cho chúng ta một cái bài giảng chơi trực tiếp, hoặc là tạo thành lesson in Google Slide, tức là tạo thành cái nguồn lưu trữ trực tiếp trên Google Drive cho thầy cô. Đó, thì đấy chính là cái giao diện của Nearpod mà khi thầy cô đăng nhập vào.
Tiếp theo đấy là cũng như mọi tài khoản khác, thực ra thì tất cả các ứng dụng ở nước ngoài thì họ đều có một phần đấy là họ sẽ cần phải update để chúng ta có thể sử dụng những cái bản mà nó hoàn thiện hơn. Thì theo cái bản update này thì chúng ta họ ở bên Newport hay là ở bên Quizy á, thì họ không cho update theo tháng. Em là một người cũng khá là hay mày mò các tất cả các loại tài khoản, thì thường thì các tài khoản liên quan đến làm video hay là các ứng dụng khác á, thì họ có thể cho update theo một tháng hay là 3 tháng, và thường thì em cũng không hay mua qua những cái trang Facebook, mặc dù là trang Facebook thì sẽ rất rẻ hơn, tuy nhiên là mình sẽ phải dùng chung, thì nó cũng có thể hạn chế trong cái việc lưu trữ của các thầy cô đó. Thì tính ra thì chúng ta update theo bản theo năm thì là 10 đô một tháng, tương ứng với khoảng tầm hơn 200, 230, 250 gì đó một tháng. Thì em nghĩ rằng là trong mùa dịch thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể bỏ ra một cái chi phí đó là 230.000 một tháng để chúng ta sử dụng. Nếu như mà thầy cô lo ngại cái việc đó là chúng ta dùng phải thanh toán một năm thì nó khá là cao, thì có thể share với một giáo viên nữa thôi. Em nghĩ là một giáo viên nữa là thích hợp hơn cả. Với việc là chúng ta share quá nhiều với tài khoản các giáo viên khi dùng thì có thể sẽ có cái sự rất là, nó cũng có thể là hạn chế. Thì đấy là một vài những cái gợi ý của em. Và tốt nhất để chúng ta có thể sử dụng hết tính năng thì thầy cô cứ mua để upload nó lên, vì em thấy rằng là chi phí một tháng như thế này thì cũng không quá đắt. Hoặc là chúng ta có thể đề xuất để với lớp chủ nhiệm để bác phụ huynh có thể đầu tư, thì em nghĩ cái đấy là có thể thích hợp, có thể phù hợp được để dùng cho lớp luôn. Một số cái chức năng tiêu biểu như tạo bài giảng online trực tuyến thì cái này Quizy cũng có. Tuy nhiên tí nữa em sẽ dở cái màn giao diện của Newport ra thì cô sẽ thấy được rằng là nó có cái sự hoàn thiện hơn rất là nhiều so với Quizy. Thứ hai là chèn các slide, cái trò chơi tương tác, trắc nghiệm, khảo sát, ghép chữ, điền khuyết, chèn ảnh, chèn trang web, chèn video, chèn MP3. Thậm chí ngay trong một câu hỏi thì cũng có thể chèn ảnh, chèn MP3 để học sinh đọc câu hỏi bằng nhiều hình thức cũng được. Và cái chức năng thứ ba em thấy cũng rất là hay và khá là phổ biến với rất nhiều những cái nền tảng online, đấy chính là lưu trữ thư viện online. Thầy cô không lo ngại cái việc là chúng ta bị mất bài giảng, và chúng ta chỉ cần có một cái thiết bị nào đó truy cập internet là chúng ta đều có thể lấy bài giảng và giảng dạy ở bất cứ đâu. Không sợ là mình lưu cái slide ở nhà nhưng mà hôm nay mình lại qua nhà bạn mình dùng máy của bạn thì không có slide, thì đấy là một cái chức năng mà với việc dạy học online em thấy khá là nó trợ giúp nhiều cho thầy cô. Và đặc biệt là liên kết bài học với Google Slide thì thầy cô có thể trực tiếp lưu trữ luôn trên Google Drive mà không cần mất một cái bước thao tác như là chúng ta có thể là tải về xong rồi chúng ta lại up lên. Đấy, thì đấy là một số những cái chức năng mà em thấy nó phát triển hơn so với một số những cái nền tảng khác. Đây chính là một cái phần, ví dụ như là khi mà thầy cô tạo bài giảng xong thì sẽ có phần lesson in the post, và thầy cô có thể sử dụng trực tuyến để cho học sinh tương tác. Đây là cái giao diện của cái kho tài liệu, cái nguồn của giáo viên, và khi thầy cô ấn vào thì cô thể thấy có rất nhiều những cái nguồn mà họ đã tạo sẵn rồi đó, thì thầy cô có thể sử dụng và sau đấy chỉnh sửa thôi và chúng ta có thể dùng luôn. Còn đây là cái giao diện mà để chúng ta tạo bài giảng. Theo thầy cô cũng có thể tải thẳng bài giảng cá nhân lên để lưu trữ và sử dụng trực tuyến. Và một điều rất là hay đó là ví dụ như lúc nãy chị Nhung có chia sẻ, đấy là với Quizy nếu như không upload lên, không update lên thì chúng ta sẽ không tải được bản PowerPoint. Tuy nhiên là với Newport thì chúng ta hoàn toàn có thể tải cả bản PDF lẫn bản PowerPoint lên. Đó, thì thầy cô có thể tham khảo cái phần này. Và trong một phần mà chúng ta thêm các slide thì có 3 cái nội dung chính như sau. Một đó là thêm nội dung theo ý muốn thầy cô. Hai là thêm các trang web. Và ba là thêm các hoạt động. Và hoạt động ở đây thì vô cùng là phong phú. Em có thể giới thiệu nhanh một vài cái hoạt động. Thì thường em sử dụng Newport thì cũng không để tải bài giảng. Đó, em lại không sử dụng để tải bài giảng mà em sẽ sử dụng với các hoạt động nhiều hơn. Chúng ta có ở đây là có 10 cái hoạt động thì thầy cô có thể theo dõi, ví dụ như là trắc nghiệm có tính thời gian, nó giống như là tạo một cái quiz liên quan đến leo núi, hay là những dạng câu hỏi mở
trò chơi ghép đôi, kết nối, dạng trắc nghiệm. Thì QG, em thấy là dạng trắc nghiệm của QG thì nó lại có phần là ưu việt hơn. Tóm lại là bất cứ một cái nền tảng nào thì bao giờ cũng sẽ có hai khía cạnh, đó là giữa cái phần ưu việt và những cái phần giữa cái phần ưu việt và cái phần mà hạn chế, thì chúng ta cũng sẽ cân đối vào cái bài học cũng như là nhiệm vụ của thầy cô. Hay là chèn từ Flipgrid, đấy là những cái đây cũng là một cái trang web mà nó liên kết, thì thầy cô có thể tìm hiểu thêm. Hay là vẽ biên bản trắng này, thảo luận cộng tác, tức là giống như Padlet đó. Pool này là cái thăm dò ý kiến. Thì QG cũng có điền vào chỗ trống, hay là test trí nhớ, cái trò mà chơi lật thẻ để test trí nhớ có thể sử dụng trong việc là các thầy cô dạy liên quan đến phần tác giả tác phẩm chẳng hạn, với môn văn của mình có thể tác giả tác phẩm năm sinh thì chúng ta sẽ ghép với một phần đấy là có một cái năm cụ thể để chúng ta tìm hiểu về tác giả. Thì em thấy phần này nó khá là hay trong cái phần liên quan tới các trò chơi. Và khi học sinh đăng nhập thì thầy cô sẽ có thể ấn vào phần live lesson, đấy là trình chiếu bài giảng online để chúng ta có thể tương tác trực tiếp với học sinh. Ngoài ra thì chúng ta có thể theo dõi cái tiến độ của học sinh. Và em cũng chia sẻ thêm một chút, đấy là lúc đầu chị Phương có hỏi một câu, đó là thầy cô hiểu thế nào về dạy học trực tuyến. Thì em cũng có ghi một cái ý kiến của mình là bên cạnh cái việc dạy học trực tuyến có nghĩa là thầy cô sẽ vào Zoom, vào Meet, vào tất cả các nền tảng để chúng ta gọi cho học sinh, gọi video rồi chia sẻ bài giảng với học sinh. Thì theo em ý, dạy học trực tuyến, thực ra có một số nước phát triển thì họ cũng đã sử dụng cái việc dạy học trực tuyến như là một việc là đương nhiên phải có trong quá trình dạy học, kể cả mà họ ví dụ nghỉ dịch thế này dạy học online ấy, thì kể cả khi mà đi học offline ấy, thì cái việc dạy học trực tuyến đã là một điều vô cùng là hiển nhiên trong cái quá trình học tập của học sinh, trong cái lộ trình học sinh. Bởi vì là học trực tuyến ấy, còn có một cái phần đó là học sinh phải tự học ở nhà thông qua các nền tảng website. Khi thầy cô đăng bài lên thì học sinh đã phải có một cái phần tự học để trước khi mà gặp thầy cô ở trên lớp. Thì cái mô hình này em thấy là ở đại học thì nó sẽ chúng ta mới phổ biến hơn. Tuy nhiên là ở một số trường cấp 3 thì cũng đã có cái việc là đã có trải nghiệm đó rồi. Đó là không kể là học on hay học off thì cái việc học trực tuyến với học sinh là một điều bắt buộc. Và em cũng xin chia sẻ một chút là ví dụ như học sinh lớp 11 và 12 của VinSchool thì mỗi một bạn sẽ có một cái thời khóa biểu riêng, và cái việc học trực tuyến với các bạn ấy là một việc bắt buộc trước khi mà các bạn ấy lên giảng đường. Nó giống như là một cái kiểu dự bị đại học từ lớp 11, 12 rồi. Đó, cho nên là cái việc học trực tuyến thầy cô hoàn toàn là không chỉ là tương tác qua Meet như thế này, như là tạo một cuộc họp với cả học sinh, mà chúng ta hoàn toàn có thể giao thêm bài tập cho học sinh và chúng ta chữa các phần bài tập đấy ở trên lớp. Thì đấy, em nghĩ là cũng có một cách để các thầy cô có thể sử dụng tất cả những cái nền tảng này trong việc dạy học của mình. Và khi mà chúng ta có một cái mã này thì học sinh cũng giống như là QG thôi, mỗi tội là QG thì em thấy tiện hơn là vì nhập số, còn Nearpod thì lại phải nhập cái mã này, hoặc là mình có thể gửi link. Và liên có một cái của Nearpod rất là hay là với cả Google Classroom hay Microsoft Teams thì chúng ta cũng đều có thể liên kết được. Thì như chị Phương cũng có nói, đấy là quả thật là Nearpod là một trong số những cái nền tảng mà gần như là có một cái sự hoàn thiện rất nhiều, tích hợp được rất rất nhiều những cái mà các nền tảng khác còn đang thiếu, thì Nearpod đã làm được việc này. Thậm chí là khi mà em biết đến ứng dụng Nearpod là chắc là khoảng 1-2 năm trước thì những cái này của Nearpod nó đã gần như là rất là hoàn thiện rồi. Đó. Đây là cái giao diện mà khi chúng ta nhìn thấy ở trên, khi mà chúng ta tương tác với học sinh ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Ví dụ chúng ta có thể hiện tên học sinh này, hay là số lượng học sinh đã vào truy cập. Chúng ta cũng có thể kết thúc và là thêm hoạt động. Và học sinh khi vào nearpod.com nhập mã này thì là có thể vào luôn được cái phần bài giảng mà giáo viên đang chiếu. Một số cái ưu điểm và hạn chế thì em sẽ nêu nhanh phần này thôi để chúng ta dành thời gian để chúng ta tương tác trực tiếp luôn trên Nearpod. Cái ưu điểm thì truy cập rất là dễ dàng tiện lợi, cái tên nó cũng rất là dễ nhớ, tương tác thì rất là trực tiếp,
với giáo viên và học sinh, màn hình của giáo viên đang chiếu đến đâu là học sinh cũng tương tác đến đấy, cũng giống như là Quizy hay là cái phần mềm mà Classboy mà cô Nhung và cô Quế Anh vừa chia sẻ. Có thể sử dụng một thiết bị cả một buổi học thì em thấy đây chính là một phần vô cùng là ưu điểm của Nearpod. Giáo viên và học sinh không cần phải đi qua đi lại kể cả lúc xem video thì học sinh cũng chỉ ở trên cái link đó thôi. Đó. Vào một lần, ngay cả giáo viên cũng vào một lần thì chúng ta chỉ chia sẻ ngay trên cái link đó. Giáo viên và học sinh không cần phải ra vào quá nhiều ứng dụng hay để có thể tương tác, thay thế được PowerPoint và đồng bộ màn hình giáo viên với học sinh. Trò chơi thì thực sự là cái kho trò chơi của Nearpod em vẫn thấy là rất là đa dạng và nhiều hình thức. Okay, chúng ta có rất nhiều cái kho trò chơi như lúc nãy cô Phương có chia sẻ về trang Woodwork thì và em quên tên thì đấy là một cái trang mà có kho trò chơi tương tác rất là nhiều. Thế nhưng mà có một cái đó là Woodwork thì nó tạo trò chơi, nhưng với Nearpod thì nó lại tích hợp rất là nhiều thứ ở trong một cái nền tảng ứng dụng thôi. Thì đây chính là điều mà em nghĩ rằng là thầy cô có thể thử ngay, sử dụng ngay Nearpod để chúng ta trải nghiệm. Và chúng ta có thể tải lên, tải xuống tài liệu rất là linh hoạt, lưu trữ một cách rất tiện lợi, an toàn, vì nó cũng có link với cả trên Drive của chúng ta nữa, thì nó sẽ rất là tiện với cả các thầy cô. Em thấy có phần chat, em xin phép được đọc phần chat này nhé. À ok, là chị Phương chia sẻ. Em sợ nếu có thầy cô nào mà hỏi. Ok ạ. Nếu có thầy cô nào hỏi thì em cũng sẽ chia sẻ luôn. Dạ. Ở phần hạn chế thì em thì sẽ chỉ nêu ra các ba cái hạn chế thôi. Trong quá trình trải nghiệm thì chắc là thầy cô sẽ chia sẻ thêm các hạn chế. Đầu tiên đấy là giao diện thì cũng rất là đơn giản, nó không quá bắt mắt. Một cái màu xanh, cái màu trắng mà em cảm thấy rằng là khi nhìn vào cái giao diện đấy thì bản thân em là một người rất là màu mè nên em không thích lắm. Hiện tại thì nó chỉ có hiện màu xanh với màu trắng thôi. Thứ hai đấy là một cái hạn chế mà em nghĩ rằng là tất cả các nền tảng em sử dụng em vẫn thấy là nó rất là hạn chế, đó là nó mất phí. Nó cứ mất phí là em cảm thấy là nó hạn chế rồi. Nhiều ứng dụng thì chúng ta không sử dụng hết đã mất phí, nhưng mà thực sự là cái kho của nó khá là nhiều. Mà thực tế khi mà chúng ta tương tác giảng dạy trực tuyến với học sinh thì 45 phút em thấy thầy cô cũng không sử dụng hết toàn bộ tất cả những cái ứng dụng đó. Thì bởi vì nó mất phí mà nó nhiều như thế mình chẳng sử dụng hết thì em cảm thấy là đấy là một cái hạn chế thôi. Tuy nhiên là phí, thực ra là phí của Quizy hay Nearpod thì so với rất nhiều những cái tài khoản mà em đã mua thì đây là một trong số những ứng dụng mà phí nó rẻ nhất rồi. Thì thầy cô nếu đầu tư được thì em nghĩ là chúng ta sẽ nên đầu tư để chúng ta sử dụng, bởi vì là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng theo cách đã giao bài tập cho học sinh thay vì là chúng ta bài tập viết. Thế chúng ta viết thì đương nhiên là với môn văn thì chúng ta vẫn phải có những bài tập viết, nhưng mà có thể kiểm tra cái mức độ chăm chỉ của học sinh bằng cách là đọc sách rồi làm trắc nghiệm rồi làm các ứng dụng thì em nghĩ là có thể sử dụng trong năm, ngay cả khi mà học sinh đi học ọp chứ không chỉ là online đâu. Mà em cũng đã chia sẻ cái lý do đó là việc là cái việc học trực tuyến này thì nó sẽ trở thành một trong số những phần mà học sinh cần phải làm để giáo viên có thể nắm được cái tình hình học tập của học sinh tại nhà. Thì em nghĩ rằng là chúng ta có thể đầu tư một số ứng dụng chưa tích hợp, chưa được thân thiện. Ví dụ như điểm và chỗ chấm, bình thường là với môn tiếng Anh thì em thấy là có thể điền được một từ, nhưng với Nearpod ấy, thì cái phần điền và chỗ chấm đó họ cũng chỉ cho điền một từ, trong khi văn của chúng ta thì chúng ta có từ ghép, từ lấy, cụm từ, và mỗi một lần mà điền như thế là chúng ta vẫn bị tách lẻ từng tiếng ra. Và em thấy rằng là cái phần điểm và chỗ chấm này với môn văn thì rất là hay, nhưng mà tích hợp trên Nearpod thì thực sự là nó chưa được hay lắm. Và để trên đây là một số những cái chia sẻ của em rất là nhanh khái quát qua về cái phần mềm Nearpod. Và em nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ thử một phần, đấy là chúng ta sẽ vào thực hành luôn ở trong cái phần mềm Nearpod này. Cái phần mà em chuẩn bị thầy cô thử thao tác ấy thì nó sẽ rất là đơn giản thôi, bởi vì là chủ yếu thì thầy cô hình dung ra được cái màn hình của học sinh. Còn cái quan trọng là em sẽ giới thiệu thêm cho thầy cô tất cả những cái mà chúng ta có thể sử dụng được với môn ngữ văn trên cái nền tảng Nearpod này. Em xin phép được chia sẻ tiếp về cái phần ứng dụng Nearpod. Thầy cô có nhìn thấy được cái giao diện của em không ạ? Đây ạ, đây chính là cái giao diện mà khi thầy cô đăng nhập vào, khi truy cập nearpod.com thì thầy cô có thể vào được. Thì đương nhiên chúng ta sẽ vào cái phần của teacher là giáo viên, sử dụng luôn cái tài khoản Gmail của thầy cô.
Em thì em cũng vẫn chưa thử, là không biết là những tài khoản có đuôi Edu thì các cái nền tảng này có ứng dụng không? Em sẽ vẫn sử dụng bằng tài khoản cá nhân của mình thôi. Đây, khi mà thầy cô đăng nhập vào thì đây chính là toàn bộ cái phần mà chúng ta có thể thấy. Thì có thể thầy cô sẽ vào phần teacher resource này, tức là cái nguồn để giáo viên đọc này, giáo viên có thể đọc hướng dẫn này, hay là chúng ta có thể làm demo vân vân này, hoặc là vào phần khám phá thì chúng ta có thể có những cái bài giảng sẵn để cho giáo viên chúng ta có thể sử dụng. Đây. Đó. Có rất nhiều những em bài giảng hay là kho video để cho giáo viên có thể sử dụng, hoặc là họ sẽ tạo cái template để chúng ta điền những cái mà điều mà chúng ta muốn cho cái tiết học của chúng ta, thì nó rất là hay. Trong cái kho của nó thì thực sự là rất là nhiều, vô cùng là mênh mông rộng lớn. Mà em nghĩ ra là nếu chúng ta update lên á, thì chúng ta lại còn có một cái nguồn tư liệu nhiều hơn nữa. Sau đó thì đây là cái đấy là cái phần liên quan đến cái nguồn, thì thầy cô có thể vào cái phần là teacher resource đây, nguồn của giáo viên, thì nó sẽ hiện ra cái mà em vừa mới chia sẻ, thậm chí là hiện ra nó có hướng dẫn bằng tiếng Anh một số những cái cách để chúng ta sử dụng Nearpod, một số thao tác của Nearpod. Sau đó thì cái Nearpod library thì nó tức là nó cũng tích hợp với cả cái phần mà em vừa đây em vừa mới chiếu ra thôi đấy. Còn cái của chúng ta thì là nó sẽ hiện ở đây, My Lesson, tức là bài giảng của tôi. Thì em đã có một loạt cái bài giảng ở đây. Khi mà thầy cô muốn tạo một folder, ví dụ như là chia các lớp ra chẳng hạn, thì chúng ta có ấn vào folder đây, lớp 10. Đó, có một cái folder lớp 10, sau đó thầy cô đẩy bài giảng vào đây. Đó, thầy cô có thể đẩy bài giảng vào đây. Hoặc là chúng ta có thể tạo luôn, thì thường thì em cũng không có dùng cái này thường xuyên quá, mà chủ yếu là khi mà có quiz thì em sẽ tạo trên này, hoặc là hôm nào cần có tương tác nhiều thì em sẽ tạo trên này. Thì chúng ta có thể vào luôn phần tạo bài giảng. Đây chính là cái giao diện tạo bài giảng. Ở trong cái phần giao diện tạo bài giảng này thì cô có thể nhập tên của bài học. Và chúng ta sẽ add từng slide, hoặc chúng ta có thể upload file. Tải file lên, tải file ở trong máy tính của chúng ta. Chúng ta có thể liên kết với Google Drive để chúng ta đẩy vào. Đó. Tiếp tục em sẽ tức là sẽ thử trên cái slide chính của Nearpod luôn. Mỗi một cái slide mà chúng ta muốn tạo thì chúng ta có thể ấn vào cái phần là tạo slide. Ở trên này thì nó sẽ có hai cái phần chính như sau. Một là cái content của chúng ta. Đó, tức là chúng ta sẽ sử dụng audio hay là PDF hay là link đến website, hay là chúng ta cho video vào. Và một phần, đấy là phần activity. Activity là các hoạt động, là 10 cái hoạt động mà em có giới thiệu ở phần em chiếu PowerPoint, đó là trắc nghiệm theo dạng leo núi có tính thời gian, câu hỏi mở, câu hỏi nối, rồi quiz kiểu câu hỏi trắc nghiệm, rồi là vẽ vân vân, điền ý kiến. Thì cái này tí nữa thầy cô thao tác là thầy cô có thể nhanh thôi, em chuẩn bị ít câu hỏi thôi để thầy cô có thể hình dung ra được những cái một vài những cái trò chơi mà chúng ta có thể sử dụng. Còn phần bên này là một cái phần mà em thấy là đã tích hợp được rất nhiều so với một vài những ứng dụng. Ví dụ như thầy cô có thể tải video lên, hay là thầy tô có thể tải audio, hay là tải một cái bản PDF, hoặc là chúng ta link đến một website. Ví dụ chúng ta có thể có hoạt động đó là link đến một website, và khi chiếu cái website đó lên thì thầy cô có thể đặt ra một câu hỏi: các con hãy đọc đoạn báo sau đây và trả lời cho thầy cô về một vấn đề gì đó. Thì đấy chính là một số những cái mà em thấy là chúng ta có thể sử dụng để cho chúng ta tương tác tốt hơn với môn ngữ văn, mà em nghĩ là nó sẽ dễ dàng đó với thầy cô. Bây giờ thì em sẽ chiếu thử một cái phần mà em đã chuẩn bị về bài dạy để cho các thầy cô có thể hình dung, bởi vì là những cái phần này thì nó khá là
Nó khá là quen thuộc, nó cũng tương tự như quiz thôi, cho nên là em cũng sẽ không nói lại là thầy cô tạo quiz như thế nào. Chúng ta chỉ cần ấn vào, sau đó chúng ta tạo câu hỏi, là chúng ta có thể tạo giống như là quiz mà lúc nãy cô Nhung vừa mới giới thiệu, cho nên là chắc là em cũng sẽ bỏ qua phần này. Và để cho chúng ta có một cái hình dung rõ hơn thì có thể thầy cô sẽ đóng vai là học sinh và chúng ta sẽ thử làm một cái phần tương tác online. À, một cái phần tương tác online, và em sẽ dừng lại ở cái phần video để thầy cô có thể hình dung rõ hơn trong cái việc đó là chúng ta làm một cái video bài giảng cho học sinh và tích hợp với cả cái câu hỏi online như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta làm quiz để thầy cô nhìn thấy được cái giao diện của học sinh, thì em có thể chiếu một cái bản là preview, tức là cái bản xem trước xem là bài giảng của chúng ta sẽ diễn ra theo tiến trình như thế nào, thì để thầy cô có thể nhìn thấy được. Ví dụ phần chia sẻ thầy cô nhắn nó giống như là Padlet thôi, thì phần này thì cũng đơn giản. Tiếp theo là bên cạnh cái phần chia sẻ thì chúng ta có một cái câu hỏi open end, tức là một câu hỏi mở. Thầy cô nêu ý kiến và vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tức là cái phần mà cô Nhung cũng như cô Quế Anh có chia sẻ về việc có cho thầy cô thực hành, đó là trả lời câu hỏi. Thì phần này nó cũng tương tự thôi, tương tự giống như là những cái phần mà chúng ta đã từng thao tác. Tuy nhiên đây là một cái phần khá hay, đó là thầy cô có thể add trực tiếp video vào, sau đó thì thầy cô có thể tạo một cái phần đấy là interact mode, đấy là cái phần tương tác trực tiếp. Thì em có thể ví dụ luôn đi, cái phần này sẽ là cái phần hay hơn mà em thấy rằng là có thể ứng dụng cho các thầy cô trong những cái đó là thầy cô tải một cái đoạn video lên, yêu cầu học sinh xem và trả lời câu hỏi ở trong đấy. Thì đây là một cái phần mà em thấy là nó khá là mới mẻ so với các ứng dụng khác. Những cái cơ bản thì chúng ta vẫn thao tác giống như là các ứng dụng khác thôi. Ví dụ như là một cái đoạn video đang chạy thì thầy cô có thể ấn vào Add Activity, tức là thêm hoạt động. Ở đây em có thêm một cái hoạt động là cho học sinh trả lời. Ví dụ hỏi tên cho học sinh chọn trắc nghiệm, sau đó thì chúng ta sẽ ấn Save. Và khi đoạn video chiếu đến phần này thì nó sẽ hiện cái câu hỏi tương tác lên và học sinh có thể trực tiếp tương tác lên trên này. Thì đấy là một cái em thấy là khá là hay. Đó. Rồi cũng có phần quiz, cũng có phần trả lời câu hỏi. Bây giờ thì chúng ta cũng có thể là thử xem. Vậy thì chúng ta vậy thì học sinh khi mà vào giao diện này và thầy cô tương tác thì nó sẽ hiển thị như thế nào? Vậy thì em sẽ mời thầy cô sẽ bước vào trong một cái phần lớp học. Em cũng chuẩn bị thì không được kỹ, nhưng tức là chị Nhung với anh là làm slide các thứ, mà chủ yếu là em muốn giới thiệu để thầy cô có thể tiếp cận cái cơ bản nhất với cả cái ứng dụng Nepot này thôi. Đó. Và trong quá trình giảng thì mỗi thầy cô sẽ có một cái mong muốn sử dụng riêng. Nhưng ví dụ như em thì chủ yếu là em dùng để làm quiz, thì em cũng không có tải bài giảng lên đây, mặc dù đây nó tích hợp rất nhiều. Vậy thầy cô có thể giúp em vào trang joinnearpod.com, và sau đó thì chúng ta sẽ nhập một cái mã như thế này. Ngoài ra như vậy thầy cô có thể thấy là chúng ta có thể link với Google Classroom, Microsoft Teams, và thậm chí là chúng ta có thể chạy luôn ở trên cái phần mềm Zoom nữa. Thì ở trường thì em không dùng Zoom nên là em cũng chưa test cái ứng dụng như Post này trên Zoom như thế nào. Thôi mình cũng cứ vào một cái cách nó cũng khá thủ công thôi, đó là chúng ta sẽ vào nearpod.com, sau đó thì chúng ta nhập mã. Em sẽ gửi cái này vào trong cuộc trò chuyện. Nhập mã. Có hai cách là nhập mã hoặc chúng ta copy link. Nói chung là cái thao tác ở trên Nepot thì nó rất là tiện. Gửi email cho người học, ví dụ chúng ta có cái email của lớp học thì chúng ta có thể gửi email trước buổi học cho học sinh cũng được. Rồi. Rồi ạ. Đây là cái giao diện của giáo viên, còn cái mà thầy cô tương tác thì là giao diện của học sinh để thầy cô có thể nhìn thấy. Đó, như vậy em lại thấy cô Nhung và trong lớp chúng ta cũng có giống như là Quizy thôi. Cái phần này thì em thấy là Nearpod nó cũng tương tự rất rất nhiều cái chức năng của Quizy Lesson mà cô Nhung vừa mới chia sẻ. Thì đấy là những cái mà em thấy là
là các thầy cô có thể linh động sử dụng giữa hai bên. Nhưng mà phần quyết trắc nghiệm của bên Quizy thì hay hơn, em cảm nhận là như vậy. Đó. Còn cái phần tương tác nhiều hoạt động thì bên Newport. Vâng, đó. À, thầy cô có thể và đăng nhập. Và em thấy rằng là với nếu như mà ở Quizy hay là của cái ứng dụng của Quế Anh thì có thể giới hạn là số lượng học sinh. Tuy nhiên là với Newport thì thầy cô với lớp khoảng 24, 25, 30 bạn là vẫn vào đăng nhập như bình thường. Đó, chúng ta có thể hiện được cả danh sách lớp ở đây. Đây là cái phần mà thầy cô có thể chọn cái slide bài giảng. Có thể che tên học sinh hoặc show tên học sinh thì tùy ý thầy cô. Sau đó khi mà em di chuyển đến cái hoạt động đầu tiên. Đây. Thì nó giống như là cái giao diện của Padlet. Thầy cô có thể để cho học sinh chia sẻ ý kiến ở trên này. Thì thầy cô có thể tương tác luôn. Đó. Thậm chí là chúng ta có chỉ share cái phần bảng này ở chúng ta trong trực tiếp khi chúng ta tương tác cho học sinh. Cài đặt thời gian để cho học sinh làm. Hoặc là like, share gì đó với những cái chia sẻ của học sinh. Hoặc là chúng ta có thể đăng cái phần về ảnh lên để tương tác. Đó. Ở đây thì em đang ở một cái chế độ đó là mình sẽ phải chấp nhận tất cả những cái câu trả lời này. Đó. Okay. Đó. Thì tất cả câu trả lời của học sinh sẽ hiện ở đây và cần chờ đây. Đấy. Và được cái rất là hay đó là giáo viên có tương tác luôn. Giáo viên muốn nói cái gì, chia sẻ điều gì thì giáo viên có thể tương tác lên trên này. Sau đó đăng cho học sinh. Buổi học rất vui. Đó. À, buổi học rất vui. Cô giáo đây, cô giáo đang nói là buổi học rất vui. Đấy, thì đấy là thả tim với những ý kiến mà thầy cô thích. Đó. Rồi, em sẽ đi qua tiếp cái phần tiếp theo. À, đây là cái hoạt động liên quan tới trả lời câu hỏi. Em có cài đặt thời gian. Đó. Cài đặt thời gian. Sau đó thì học sinh cũng sẽ lần lượt trả lời câu hỏi. Nó y hệt như quy gì. Đó, nó sẽ y hệt như Quizy. Cô có thể trả lời một hai câu để nó hiện lên trên này để mình dễ hình dung. Đó. Đó, rồi hiện cái phần trăm số lượng người tham gia để quản lý được sĩ số lớp học. Ngoài ra khi học sinh trả lời xong, mình có thể lựa chọn là mình share hoặc là unshare câu trả lời của học sinh. Ẩn để có cái phần gọi là chúng ta có thể share cái phần của học sinh cho các bạn ở trong lớp. Đó. Đấy. Vô cùng là tiện lợi và em thấy rất là thân thiện. Kết thúc hoạt động này thì chúng ta cũng sẽ chuyển tiếp đến cái hoạt động tiếp theo. Đây là một số cái hoạt động mà em thấy là thầy cô hay sử dụng, thì em chiếu lên để thầy cô hay sử dụng. Chọn một trong hai. Một đó là cho giáo viên chơi. Thực ra đây không phải là giáo viên chơi play, mà có thể là giáo viên sẽ bổ sung những cái chú thích của mình vào trong phần bài giảng. Ngoài ra thì nếu như hoạt động này thầy cô muốn cho học sinh để kiểm tra xem là học sinh có theo dõi không thì chúng ta có thể sử dụng. Đó. Đấy, thì ở trên cái tương tác của thầy cô cũng sẽ có. Đấy. Mình sẽ thử chạy đến đây. Đó. Sau đó màn hình sẽ dừng lại. Bây giờ thầy cô có thể lựa chọn. À, màn hình của thầy cô là thầy cô có thể lựa chọn. Và cũng sẽ hiển thị luôn một phần đó là cái phần trăm trả lời ở đây. Đấy. Đây là một ứng dụng thực sự là em thấy nó rất là hay. Rất là gọi là ưu việt hơn các ứng dụng đang có hiện hành. Mà tất cả những cái phần mà thầy cô tương tác nó đang là miễn phí đấy ạ, chứ không phải trả phí. Rồi ạ.
Hoạt động tiếp theo liên quan đến bầu chọn. Đó. Một hoạt động tiếp theo thì liên quan đến cái bầu chọn. Đấy, thì học sinh cũng có thể chọn câu trả lời. Sau đó thì cũng sẽ hiện được cái phần mà học sinh trả lời ở trên này. Phần trăm câu hỏi, vân vân. Đây, câu trả lời đây ạ. Đó, từng học sinh luôn ạ. Từng cái phần lựa chọn của học sinh luôn ạ. Đấy. Em sẽ xem ví dụ là như thế. Đây là một câu hỏi. Rồi tiếp theo cũng là cái phần mà lựa chọn câu hỏi đáp án ABCD ấy ạ. Đó. Lựa chọn câu hỏi đáp án ABCD. Học sinh sẽ chọn, sẽ hiện luôn ra cái phần em xin lỗi, cái phần này là cái phần bình chọn khu, tức là cái phần lựa chọn phần trăm bầu chọn. Chúng ta cũng có thể xét thời gian. Đó. Như thế cô sẽ đợi cho học sinh lựa chọn hết hết giờ, nó sẽ hiện kết quả lên. Đó. Nó sẽ hiện một cái phần kết quả liên quan đến phần bầu chọn của học sinh. Thầy cô vui lòng đánh giá về phần chia sẻ. Thì cấp bao nhiêu phần trăm các bạn chọn đáp án A, bao nhiêu phần trăm các bạn chọn B, C. Đó. Đây chính là cái phần mà học sinh có thể bầu chọn nhanh. Đấy, đưa ý kiến vào học sinh bầu chọn nhanh. Đấy, vân vân. Thì đấy chính là một số những cái... hoạt động mà em thấy hay có thể sử dụng được trong môn ngữ văn. Ở ngoài ra thì thầy cô cũng có thể nghiên cứu thêm tất cả những cái phần hoạt động khác. Khi mà kết thúc thì thầy cô sẽ có một cái phần report, tức là chúng ta sẽ in cái phần kết quả ra. Đó, phần in cái phần kết quả của học sinh ra. Sẽ gửi trực tiếp cho tờ email của thầy cô luôn. Đấy, thì đấy là một cái thực sự là em thấy là nó, mình quản lý luôn một cái nội dung bài học của mình chỉ ngay trên một ứng dụng thôi. Thì đương nhiên là thầy cô hoàn toàn cũng có thể là trong cái phần này thì thầy cô cũng có thể thêm những cái slide, không chỉ là slide hoạt động mà chúng ta có thể thêm slide, nhưng em vừa mới chia sẻ là thêm một cái link bài báo, thêm một cái trang PDF tài liệu yêu cầu học sinh đọc trong một thời gian nhất định. Đấy, hoặc là thêm slide, các loại slide classic. Ứng dụng của Depot hay PG, em thấy rằng là slide nó cũng không được quá màu mè như chúng ta sử dụng slide dạy ở trên lớp đâu. Thế nhưng mà nó lại rất là tiện trong việc là chúng ta có thể chạy xuyên suốt tiết học từ đầu cho tới cuối. Hoạt động thì có 10 hoạt động thì thầy cô sẽ tự lựa chọn để phù hợp với cả cái bài giảng của mình. Đấy. Thì trên đây chính là một cái phần chia sẻ một cách rất là ngắn gọn của em về bài giảng trên Nearpod. Và em nghĩ rằng là chăm hay thì không bằng tay quen. Thì cô có thể dành thời gian để chúng ta có thể thực hành. Và theo cái cuốn cẩm nang của chị Phương chia sẻ thì em cũng xin chúc các thầy cô có một cái bài giảng tương tác online thật là hiệu quả. Vô cùng cảm ơn cô Quỳnh Anh. Như vậy là chúng ta đã quá mất thời gian là một tiếng với sự chia sẻ rất là nhiệt tình từ các thầy cô. Vì là thời lượng thì có hạn, thế nên là những cái phần ứng dụng sau, tương tác sau thì Cửa sổ văn học sẽ gửi tới các thầy cô bản cẩm nang để các thầy cô có thể tìm hiểu thêm. Và nếu như ở những tháng sau ấy, mình thì có, nếu mà các thầy cô cần tìm hiểu thêm nữa thì chúng ta có thể tạo tiếp về các chủ đề này, còn nếu không chúng ta sẽ chia sẻ về các chủ đề khác. Bây giờ thì cô Phương rất là muốn lắng nghe về ý kiến chia sẻ của các thầy cô về cái buổi chia sẻ của Cửa sổ văn học ngày hôm nay. Các thầy cô có thể quét mã code hoặc là các thầy cô sẽ vào link sau.
Các thầy cô có thể vào menti.com ạ và nhập mã code ạ. Đây ạ, các thầy cô có thể chia sẻ cảm nhận với cửa sổ văn học về buổi ngày hôm nay. Các thầy cô có thể vào trang menti.com và nhập mã code ạ. 9288-7855. Dạ, cảm ơn các thầy cô. Dạ, tuyệt vời ạ, vô cùng bổ ích ạ, rất là tuyệt vời, hữu ích, hiệu quả, vui vẻ ạ. Vâng, vui vẻ ạ. Nhất có lẽ là đến phần vaccine và phần bóng đá của cô Quý Anh đúng không ạ? Rất là hữu ích. Cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô để tiếp thêm động lực cho nhóm cửa sổ văn học có thể chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình tới các thầy cô hơn nữa. Tất nhiên cửa sổ văn học hiểu rằng các thầy cô cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng những công cụ khác, và lẽ ra cửa sổ văn học sẽ mời thêm những khách mời, nhưng mà vì là những cái buổi workshop của chúng ta có thời gian có hạn nên là cửa sổ văn học sẽ triển khai vào những cái buổi tiếp theo ở các tháng, và cửa sổ văn học muốn là tạo mỗi tháng một chủ đề. Vậy thì ở tháng 9 thầy cô có đề xuất nội dung chia sẻ về vấn đề nào ạ? Các thầy cô có thể gửi ý kiến của mình nhé. Làm video đúng không ạ? Thiết kế video ạ. Các thầy cô có thể tham khảo một số video mà cửa sổ văn học đã xây dựng thiết kế ở trên kênh cửa sổ văn học, và những cái video đó cửa sổ văn học làm mục đích là để chia sẻ những cái dự án mà cửa sổ văn học đã thực hiện và có được một vài cái hiệu quả thực tế, và có thể coi nó là những phần video tư liệu mẫu cho học sinh có thể xem, và học sinh có thể xem cái phần đó và có những cái ý tưởng của riêng mình. Bởi vì nếu như mà ở trung học cơ sở chẳng hạn, học sinh thì khá là nhỏ, và nếu mà mình đưa ra các dự án mới mà học sinh không có cái phần hình dung trước thì học sinh sẽ khó có thể tưởng tượng và sáng tạo và phát huy hết cái khả năng của bản thân. Thế nên là với cái thực tế đấy, thực tế giảng dạy của mình, với những khó khăn mà nhóm cửa sổ văn học đã gặp phải trong cái quá trình mà vận dụng những phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo và những cái đổi mới trong môn ngữ văn, thì cửa sổ văn học đã xây dựng những video, những tư liệu dành cho học sinh là chủ yếu, và có thể làm một vài cái gợi mở đối với thầy cô trong các hoạt động giảng dạy ngữ văn của mình ạ. Như vậy thì tháng 9 có thể phần thiết kế video hay là phương pháp dạy văn sẽ được đưa vào phần workshop tháng 9 của chúng ta nhé. Cảm ơn các thầy cô, và cửa sổ văn học vô cùng trân trọng các thầy cô đã có mặt trong buổi ngày hôm nay, và có những thầy cô đã ở đến những giây phút cuối cùng. Có lẽ là các thầy cô đã ngồi 2 tiếng rưỡi đồng hồ đúng không ạ? Rất là mệt. Vậy thì cửa sổ văn học sẽ tiếp nhận thêm những kinh nghiệm, những chia sẻ của các thầy cô ở trên group cửa sổ văn học nhé. Các thầy cô hãy chia sẻ những kinh nghiệm của mình, hãy chia sẻ những kinh nghiệm hay, những dự án sáng tạo mà các thầy cô đã thực hiện trên thực tế để chia sẻ ở trên nhóm, và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Và hy vọng rằng nhóm cửa sổ văn học sẽ là một cái không gian nhỏ xinh thôi, nhưng mà sáng tạo và thực tế có thể nhân rộng được, và có thể cùng nhau học hỏi và tiến lên được. Và cửa sổ văn học vô cùng cảm ơn các thầy cô đã ngồi cho đến giây phút cuối cùng của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu các thầy cô cần liên hệ gì thêm thì các thầy cô có thể liên hệ qua page cửa sổ văn học ạ, hoặc là trên group dành cho giáo viên cửa sổ văn học nhé. Vô cùng cảm ơn cô Quỳnh Anh, rất là nhiều năng lượng, nhiệt huyết, rất là tâm huyết, phần chia sẻ rất là kỹ ạ. Vậy cô Phương xin phép được chào tất cả các thầy cô ạ. Cô Phương sẽ gửi lại phần video record ngày hôm nay ở trên link YouTube của sổ văn học, và cái phần file cẩm nang sẽ để ở trong phần mô tả video và các thầy cô có thể lấy về. File cẩm nang khá là nặng, thế nên là sau khi mà em chỉnh sửa đến phần cuối cùng thì cửa sổ văn học sẽ gửi tới các thầy cô sớm nhất trước thềm năm học mới, khoảng 1-2 ngày tới thôi ạ.
Và hiện nay thì cái cuốn cẩm nang đó nó lên đến 137 trang. Ok. Vâng ạ, cảm ơn tất cả các thầy cô. Cô Phương xin dừng buổi chia sẻ ngày hôm nay tại đây nhé.